Chúng ta bắt đầu lại được với ông thầy. Như vậy thì thức A-lại-da nó bắt đầu, nó nói lên cái công dụng, công năng, cái hoạt dụng của nó. Thứ nhất là cái khả năng tích chứa, cho nên nó có cái tên là A-lại-da. Trong mặt mà bắt hình dong á, thấy mặt thì đặt tên á. Mặt mũi của nó, cái hoạt động của nó là có khả năng lưu trữ, giữ gìn. Lưu trữ giữ gìn gì thì chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Và chính cái khả năng năng tàng, có khả năng lưu trữ giữ gìn này á, mà con người cứ chấp cái gì mình thu lượm được là của mình hết trơn á, từ cái bên ngoài cho đến cái nhận thức của chúng ta, gọi là tư kiến, cái thấy của mình á, của riêng mình á, để tạo nên cái nhân cách cá tính của mình. Này đặc biệt lắm, mới bước đầu vô thì mình rất là Nicolai, mình không biết gì, mình hiền như cục bột vậy đó. Mà sắp sửa tốt nghiệp rồi chúng ta là nhất quỷ nhì ma, thứ ba là chúng ta, thứ ba là học trò. Thì cái đó đó, cái đó gọi là năng tàng, cái khả năng của chúng ta trưởng thành, rồi bắt đầu cái từ sa di rồi lên tỳ kheo, rồi đại đức, rồi lên thượng tọa, sư ni sư, sư cô gì đó, nhân dân. À, cái đó gọi là ngã. Nhờ cái năng tàng này nó có cái ngã nè. Nguyên nghĩa A-lay-da chỉ cho cái nhà, chỗ trú ẩn, trú xứ. Nên nói về A-lay-da, người ta thường dùng cái từ Himalaya để chúng ta dễ nhớ. Hima rồi Lay-da. Himalaya là Hy Mã Lạp Sơn. Hima này là tuyết nè. A này A dài là ghép hai chữ A ngắn lại. Hima cộng A-lay-da. Thì A-lay-da là cái house, nguyên nghĩa là cái nhà, hoặc là storehouse, cái nhà chứa, cái kho. Rồi Hima có nghĩa là snow, là snow là tuyết, tuyết gọi là nhà tuyết, kho tuyết, núi tuyết, tuyết sơn, được không nè. A-lay-da là vậy thôi, còn thêm cái chữ Việt Nha nè, A-lay-da. Rồi thêm cái chữ Việt Nha nè thì có nghĩa là cái này là kho, là nhà, cái này là thức kho, thức nhà. Thiếu cái thức nấu canh, thiếu thức nấu cơm, đúng không? Có thức kho mà không có đồ xào. Vậy nhớ là thức mà là cái kho. Nhưng mà cái kho nó lại có khả năng lưu trữ và đồng thời nó là bị chứa nữa nha. Cái đó tính sao mà mình phải phân biệt cho rõ. Đừng có làm mấy cái khái niệm này, thế nào là năng tàng, thế nào là sở tàng thì chúng ta phải biết cho rõ. Quý thầy cô biết chưa? Chứ thế nào gọi là năng tàng? Là khả năng chứa. Còn bị tàng là sao? Là sở tàng. Chà, cô này cô nói to nhất chắc có lẽ cô rành lắm nha. Cho ví dụ. Cái đó là mới đưa ra cái khái niệm rồi gọi là tôn. Logic học học rồi. Bây giờ phải giải thích gọi là nhân. Và cho ví dụ chứng minh gọi là dụ. Mời. Nè, cô này nói to nhất, mời cô đứng lên. Không biết đâu. Rồi. Học cho nhanh ha. Rồi. À, như vậy A-lay-da là chỉ cho cái nhà, chỗ trú ẩn, trú xứ. Hán cũng có khi dịch là quật trạch. À, quật có nghĩa là cái hang á. À, trạch cũng là cái ổ, đúng không? Long môn thạch quật là thí dụ như cái hang Long Môn mà chứa các tượng Phật ở trong á nha. Vì nó là chú xứ của hạt này nha, lưu ý này nha. Vậy là nó là chỗ chú ẩn, chú xứ của cái gì? Xin lưu ý, nó không phải chứa cái vật thật, cái cảnh thiệt, mà nó chứa cái gì? Đây, hạt giống của tất cả các pháp tạp nhiễm, sam klesika. Klesika là phiền não á nha. Sâm có nghĩa là tổng hợp phiền não mà ô nhiễm. Thì chúng ta thấy hạt giống của các pháp tạp nhiễm, chứ mình in nghiêng và in đậm nè, lưu ý này nha. Chứ này gọi là A-lay-da. A-lay-da không chứa được cảnh vật bên trong, nó cũng không phải là cảnh vật nữa. Chứ đừng có lầm cái bàn là A-lay-da, cái bàn là sắc pháp. A-lay-da là tâm pháp, nhớ nha. Mà tâm pháp nó thuộc về tâm vua nữa chứ, tâm chủ nhân ông. Còn cái tâm phụ thuộc tâm lý thì cái đó là tâm sở khác. Bây giờ cái tâm vương gọi là thức uẩn này, nó có khả năng lưu trữ tất cả những cái gì? Các pháp tạp nhiễm ư? Không, mà là hình bóng, ta gọi là chủng tử của các pháp tạp nhiễm, chứ không phải pháp tạp nhiễm. Nhớ nha, pháp tạp nhiễm sao chứa không đâu mình được. Hình dung được không? Khó hiểu quá. Làm sao hiểu được? Dễ lắm, cho ví dụ hiểu liền, đúng không? Đó là giải thích. Đây, ví dụ đây. Coi cái hình này là hiểu liền. Nè. Cái đầu nè. Bây giờ chứa mấy cái cục này vô.
Mà cái cục này là vật chất thì cái này là tượng trưng không? Chủng tử hạt giống thôi nha. Đó. À, gom nó đi, chứa trong đầu rồi tẩy não. Tẩy não, dễ không? À, đó là thứ, đủ thứ hết nè. Người nè, vali nè, nhạc nè, âm thanh nè, hình bóng nè. Đó, dần dần ha. Tất cả đều chứa trong đầu chúng ta hết. Mà không phải mấy cái này thiệt. Hạt giống của mấy cái đó. Có nghĩa là chủng tử của mấy cái, gọi là hình bóng của mấy cái đó thôi. Gọi là ảnh tượng. Trời, khó hiểu quá. Toàn là mấy cái từ khó hiểu không? Tức là tượng có nghĩa là hình bóng. Ảnh có nghĩa là cũng hình bóng luôn. Tức là những cái hình bóng trong tâm do thức chúng ta tổng hợp nên. Hình bóng đó được xử lý rồi chứ không phải chưa xử lý. Ví dụ như ổ đĩa cứng. Đây nè. HDD nè. Ổ đĩa cứng. Thấy không? Ổ cứng SSD nè. Bây giờ là solid ha. Đó. Chứ không phải là cái kiểu high density nữa. Đúng không? Rồi. Ổ SSD này á. Là. Hoặc là ổ cứng HDD này á. Nó có khả năng chứa dữ liệu ở trong á. Dữ liệu ở trong mình thấy được không? Không thấy được. Đúng không nè? Kể cả lớp chúng ta ở đây đang ngồi ở đây chứ mà camera quay hết trơn á. Được cái âm thanh nó ghi ở trong hết trơn á. Nhưng mà cái camera nó quay thành một cái file đó bỏ lên cái cân không thấy kilo nữa chứ. Nhưng mà người ta có byte, bit, mega, byte, gigabyte gì đó ha. Nghĩa là khi mình lưu xong rồi cái USB á mình đem lên mình cân nó cũng chẳng tăng thêm được kilo nữa trơn á. Nhưng mà nó lại chứa dữ liệu rồi. Rồi mình xóa hết đi rồi nó cũng không giảm được kilo nữa hết trơn á. Lưu ý cho đó nha. À, cái khả năng lưu trữ nó là vậy đó. Nên gọi là chủng tử hình bóng. Chứ đâu phải âm thanh thiệt đâu. Nó đâu có chứa âm thanh thiệt. Nó đâu có chứa hình bóng thiệt đâu. Nó chứa mấy cái file ghi chẳng thôi. File ảnh nè. File video nè. À, rồi chúng ta lưu ý cho đó nha. Y chang vậy đó. Hoặc là cái cuốn vở quý thầy cô đang chép á, đang ghi á. Chữ ở trong á là cái bị chứa đó. Được không? Nè, cái cuốn vở á. Là lại gia thức, nó có khả năng ghi nhớ trọng. Nè, ví dụ như cái cuốn nhật ký nè, không? Nó ghi hình ảnh âm thanh. Nhưng mà chú ý, cái này là vật chất, ổ đĩa cứng là vật chất, cuốn sách là vật chất. Mình đưa ra một ví dụ tương đương thôi. Ví dụ thì đương nhiên không bằng rồi, không phải chính xác 100% rồi. A lại gia chỉ xuất hiện ở trong chúng hữu tình thôi. Chứ cái thế giới vô tình, thế giới vật lý không có A lại gia. Ta lưu ý nha. Thế giới hữu tình, tức là chúng ta mới có tâm, mới có tình, thì mới lưu giữ ký ức, mới nhận thức cái thế giới vô tình ở trong tâm chúng ta được. Còn cái ổ cứng thì á, nó là thế giới vô tình, nhưng mà cái sự hoạt dụng nó tương đương với nhau, cho nên mình đem ra mình so sánh cho dễ hiểu, dễ nhớ. Chứ không phải là nó là lại gia nha, lưu ý nha. Hiểu nổi không ta? Kể hiểu đại đi. Không hiểu nổi cũng cứ hiểu đại đi chứ sao ha. Rồi thì cái máy chụp hình, máy quay phim vân vân, máy ghi âm vân vân cũng là một cái kiểu hoạt động của A lại gia, có khả năng lưu trữ, gọi là năng tàng. Hình dung được không? Chúng ta có khả năng lưu trữ không? Hỏi câu thẳng vậy, có không? Không có sao thi? Thi đâu có dở tập. Thi mà là dở tập ra chép y chang, lúc đó là A lại gia cho cái bài A lại gia, nói em không có A lại gia cho nên em không lưu trữ được, vì vậy mà em phải chép lại. À, như vậy là lúc đó được 50/50. Là không có A lại gia mà ghi chép được là giỏi. Đó. Còn á, quý thầy cô có A lại gia hết trơn á, có khả năng ghi nhớ bài học hết trơn á. Cho dù á, nghe giảng cũng ghi nhớ, mà á, ở nhà dở vở ra đọc, lấy sách ra đọc cũng là ghi nhớ luôn. Rồi đi thi ở đâu ra, lôi trong A lại ra chép, đúng không nè. Đó. À, thì cái khả năng đó gọi là năng tàng, năng học, năng ghi nhớ, năng lưu trữ ký ức. Cái đó là lại gia mà mình đâu có thấy nó đâu, mà nó tự động nó ghi nhớ à. Lạ vậy đó nha. Ủa hồi nãy giờ quý cô vô có bật cái nút mà ghi âm record không vậy? Record. Không hả? Rồi sao nhớ? Tự động phải không? Đó không? Đâu có biết nó đâu, không cần nó. Chưa cô. Nó chưa thầy khoan dạy nha, em chưa có nhấn cái nút mà gọi là ghi nhớ nha. Thầy dạy sao là quên hết trơn á. Thật ra chúng ta không biết nó hoạt động mà nó vẫn hoạt động. Cái đó là bất liễu tri chấp thọ đó. Đặc biệt chỗ nói hay chỗ đó. Thì A lại gia chúng ta nó phải cái này khác à. Ổ đĩa cứng này muốn lưu thì quý thầy cô phải ra cái lệnh save, đúng không nè. Không có lệnh save cái cúp điện đi đời nhà ma hết luôn đó. À, còn con người chúng ta không có cái lệnh save mà nó tự động save, bởi vì nó vô ký. Cho nên gặp ông thầy dạy dở nó cũng ghi nhớ mới chết chứ. Ông thầy dạy hay nó cũng ghi nhớ mới chết chứ. Cái khổ vậy đó nha. Cái video nó vẫn ghi nhớ. Cái file, cái MP3 recorder nó cũng vẫn ghi nhớ. Cho nên lỡ chứ mình giảng dở cũng phải đưa lên mạng là thôi.
bút xa gà chết luôn, đúng không nè? À, đó là cái khả năng của A Lại Gia, nó khác với lại thế giới này. Thế giới này phải có cái lệnh ghi, còn A Lại Gia tự động hóa hoàn toàn. Quý thầy cô biết không, với trí tuệ nhân tạo nó gọi là AI á, AI á, ghê lắm á. AI nè, chúng ta phải làm quen thuật ngữ này nha. A là artificial, artificial có nghĩa là nhân tạo, hiểu không nè, artificial. Còn Y có nghĩa là intelligent. Bây giờ á, con người á đang phát triển cái trí tuệ nhân tạo, chứ không phải là trí tuệ thiệt của con người nữa, tạo ra những người máy có khả năng suy nghĩ như con người và có khả năng. Ông cái ông mà mới vừa chết á, ông tên là Stephen nhớ gì nữa, Hawking, có chữ S không, có chữ S không hả, không có hả? Stephen Hawking, không biết có chữ S không, coi lại coi nha. Nha, cái nhà bác học Stephen Hawking này á, cái trí tuệ của ổng á, nó vượt ngoài cái trí tuệ của con người bình thường. Ổng dự đoán hai cái điều khủng khiếp nhất của nhân loại là gì? Là người ngoài hành tinh mà nó phát hiện được mình là mình toi mạng mình luôn nha. Cái thứ hai là trong tương lai với cái sự phát triển phát minh ra cái trí tuệ nhân tạo dành cho người máy á, thì chính người máy nó giết chết con người thiệt, tại vì nó bất tử. Trí tuệ nhân tạo là sao? Thí dụ như người máy mà nó hư một bộ phận nào á, là tự động nó sửa chữa được cho nó luôn. Thứ hai là tự động nó cập nhật kiến thức để nó thông minh hơn là nó đang có, chứ mình không cần phải nạp bộ nhớ thêm cho nó nữa. Thí dụ ngày hôm nay học Duy Thành Duy Thức Luận thì nó không phải mất hết 2 tiếng đồng hồ học con bài A Lại Gia. Nó chỉ cần scan cái cuốn sách mà của Hòa Thượng Tuệ Sĩ nào, Hòa Thượng Thiện Siêu, mấy cuốn tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi cái bản chú giải mà từ xưa của 10 đại luận sư gì, nó scan hết toàn bộ cái trong vòng, nó tính 1.000 tỷ phép tính trong một giây, thì nó lưu mấy cái đó trong vòng một giây đồng hồ là xong hết. Rồi tự động nó xây dựng nên cái bài giảng A Lại Gia Thành Duy Thức Luận mà nó hay hơn bất kỳ giảng sư nào. Rồi bắt đầu mình chỉ việc nhấn cái nút đó, nó ra cái bài giảng hay nhất của nó, được chưa? Và thí dụ như nó thấy cái bài giảng đó nó có khiếm khuyết bởi vì có một người viết cuốn sách hay hơn, rồi bắt đầu nó lấy cái cuốn sách đó nó nạp vô thì nó sẽ ra cái bài hay hơn cái người đó nữa. Có nghĩa rằng là trí tuệ nhân tạo nó tự động phát triển kiến thức cho nó. Và chính cái điều đó cho nên không bao giờ nó bị chết. Hễ mà nó bị người ta bắn bể đầu thì bắt đầu nó tìm cái cách nào đó để nó phục hồi cái đầu từ cái mình của nó. Thế là nó lại sống lại và bắt đầu nó đi nó tiêu diệt loài người. Nghĩa là nó làm sao nó phải thông minh hơn loài người. Vì vậy mà ông ta dự đoán rằng nếu để trí tuệ nhân tạo mà tự động nó phát triển á, thì nó sẽ tìm cách để nó thông minh hơn con người. Để nó biết tổng hợp bộ não của tất cả các loài người, con người lại. Và tự động nó sẽ biết cách là nó nói rằng chỉ có con người mới giết được nó, cho nên nó phải giết con người trước. Được chưa? Tại vì chỉ có con người mới hủy được nó thôi. Nên nó phải giết chết hết loài người thì nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Đó là kẻ thù của nhân loại trong tương lai. Là dự đoán của ổng vậy. Ngoài ra còn có một dự đoán bên lề nữa là gì? Là tồn tại song song một thế giới vô hình với lại thế giới chúng ta đang còn tồn tại đây. Đó là cái điểm mà hầu như là các nhà khoa học không có dám tin luôn á. Có một cái thế giới mà mình không thấy được nó tồn tại song song với mình. Thế giới vô hình á nha. Mà cái đó thì các nhà tu thiền định, các nhà chứng đạo như Phật giáo thấy hết lâu rồi, chuyện xưa rồi diễm. Anh nói làm khiếp người ta chứ Phật giáo với chuyện nó quá nhỏ, đúng không nè? Chuyện đó Đức Phật cũng thấy với đựng này. Rồi, ông ta là một người không bao giờ lực lãnh giải Nobel bởi vì những cái phát minh của ông ta, những cái lý thuyết vật lý vũ trụ của ông ta không ai chứng minh được. Người ta chỉ biết tin thôi chứ chứng minh không được. Cho nên mà cái gì mà chứng minh được bằng khoa học thực nghiệm thì mới được lãnh giải Nobel. Còn những cái điều ông đưa ra nó ngoài cái hiểu biết của con người, nhưng mà con người thấy nó có lý, mà có lý là lý tưởng là tin thôi. Do đó mà cái điểm của ổng á, như là vụ nổ vũ trụ Big Bang là cái vụ nổ đầu tiên. Trước khi có vũ trụ này thì cái vũ trụ này nó nhỏ bằng một cái hạt nguyên tử nhỏ nhất, gọi là hạt căn bản. Mà cái hạt căn bản đó nó nặng bằng cả cái vũ trụ này cộng lại. Thì cái đó là cái học thuyết gì? Tam thiên đại thiên thế giới nằm trong một hạt bụi của Phật giáo rồi, đúng không? Rồi từ cái hạt đầu tiên đó nó nổ, nó bị bức xúc quá. Nó gọi là lỗ đen nhỏ như hạt nguyên tử, nó nổ ra một cái đùng. Nó nổ ra một cái á, thì vũ trụ bắt đầu xuất hiện và nó càng ngày nó càng giãn nở. Bây giờ nó đang bay bay tỏa ra khắp, không biết cái gọi là mẹ của vũ trụ,
cái không gian để chứa vũ trụ, gọi là mẹ vũ trụ, không biết là cái gì, nhưng mà vũ trụ càng ngày càng giãn nở từ cái lúc vụ nổ Big Bang đầu tiên. Thì người ta hỏi, như vậy từ cái lúc vụ nổ Big Bang đầu tiên gọi là thời gian ban đầu gọi là T0 á, rồi đến bây giờ là 13.8-7 tỷ năm rồi. Thì như vậy, trước 13,7 tỷ năm á, thì thời gian nó là bao nhiêu? Và không gian nó là cái gì? Thì ông nói cái này hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà nhất là mấy đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà viết Hành Duy Thức Luận hay là Duy Thức Tam Thập Tụng á. Thời gian đâu có thiệt đâu, mấy ông tự hỏi. Thời gian là bất tương ứng hành pháp, nó đâu có thiệt. Con người tưởng tượng ra cái khái niệm thời gian chứ đâu có thời gian. Không gian cũng không có thiệt luôn. Và cuối cùng kết luận, thời gian không có. Trước vụ nổ Big Bang không có thời gian. Vậy thì thời gian là sau vụ nổ Big Bang là do con người tạo ra chứ đâu có thiệt. Do đó mà những cái khái niệm của ổng có phát minh rất là hay, nhưng cuối cùng nó nằm trong Phật giáo hết. Nếu quý vị cô học Duy Thức thì nó lọt trong hết trơn á. Duy Thức là giải thích hiện tượng mà. Ở đây chúng ta ráng học nha, để mốt mà hiểu mấy cái đó nha, chứ đừng có ngạc nhiên nha. Rồi bây giờ á, tóm lại thì năng tàng là cái chi. Năng tàng á là trú xứ của hạt giống của tất cả các pháp tạp nhiễm, nên được gọi là A Lại Gia, trong trạng thái như là kết quả các pháp được cất giấu, được an trú trong đó. Như vậy nó dễ lộn nè. Cái gì năng á, thì có nghĩa là chúng ta thường dùng năng là bắt đầu là nguyên nhân, còn bị á, là kết quả, đúng không? Nhưng mà ngược lại năng là kết quả của các pháp tạp nhiễm mà hình bóng thôi nha, chứ không phải nói thiệt nha. Lưu chữa, chứa cất, chứa trong tâm thức chúng ta, thì cái khả năng lưu trữ hình ảnh đó ta gọi là năng tàng. Được không? Hiểu không? Không hiểu hả? Ráng đi nha. Rồi, ráng chút. Đó, thì nhìn mấy cái hình này phải hiểu, không hiểu cũng được. Tự tướng của thức A Lại Gia có ba trạng thái, tam vị. Tự tướng đây nè, hồi nãy có vẽ cái khung đó chưa? Nha. Tự tướng hay là tự thể của A Lại Gia thì có ba cái vị, đó là gì? Năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Nhưng cái quan trọng nhất là tàng gì? Tàng kinh cát. Tức là A Lại Gia có ba trạng thái, nhưng nghĩa tàng được hàm ngụ trong trạng thái thứ nhất là năng tàng thôi. Nhớ nha, cái đó gọi là độc nhất vô nhị, gọi là bản quyền thương hiệu, được chưa? Của thức A Lại Gia là năng tàng. Ngoài ra mấy kia là phụ hết, không có mấy kia cũng được, nhưng năng tàng không thể không có. Lưu ý nha, luôn luôn có sự năng tàng, cho dù nó tên gì, cho dù đến giai đoạn mà trước khi chứng A-la-hán, tức là cái đêm cuối cùng mà A-nan đi vòng kinh hành như nào mà không biết chịu đứng lại giùm cái, nó cho chứng A-la-hán cho lẹ. 499 vị đang ở trong hang thức dịp chờ ngày chứng A-la-hán, có nghĩa là A-lại-gia của ngài A-nan nó còn thiếu một chút xíu nữa à, bởi vì nó còn khả năng tàng trữ năng tàng. Đến lúc mà ổng hết khả năng năng tàng rồi, chắc lúc đó đói bụng quá rồi mà buồn ngủ rồi, coi như hiếp mắt rồi đó nha. Bắt đầu A Nan mới chuẩn bị nằm xuống một cái, vừa chuẩn bị nằm xuống một cái A Lại Gia nó hết có khả năng năng tàng. Lúc đó nó mới biết thành cái bạch tịnh thức cái gì đó, Imala thức gì đó. Lúc đó chứng A La Hán, được chưa? Hãy còn năng tàng là còn A Lại Gia. Hay nói cách khác, ở giai đoạn nào cũng biết A Lại Gia đều có khả năng lưu trữ ký ức, đều có khả năng ghi nhớ, đều có khả năng tích tụ các hạt giống, các hình bóng của tất cả mọi thứ trên đời. Lưu ý cho đó nha. Cái gì chúng ta cũng có thể nhận thức được, chỉ có điều là có cái chúng ta không biết đến nó thôi, chứ biết là thế nào cũng nhận thức được. Ý nói là sao? Cái gì quý thầy cô cũng học được hết trơn á. Cho dù là làm bác học, cho dù làm bác sĩ, cho dù làm, thậm chí cho dù làm thầy chùa gõ mõ tụng kinh, chúng ta cũng học được nữa, đúng không? Mặc dù cái đó khó vô cùng. Khó không? Khó lắm. Mấy người ngoài đời phải đi tu mới học được chứ bộ, mà dễ gì đi tu được, đâu có dễ, khó lắm. Hồi đó lớp chúng mình đi học đại học y dược á, ở Minh Hải á, có cái người bạn đó tên là ông Sử, anh Sử, ảnh thi đại học y dược được 13 điểm, trong khi đó điểm chuẩn á là 18 điểm rưỡi. May quá chúng mình được 19 điểm, dư nửa điểm. Thì 13 điểm của ảnh á là coi như so với dân thành phố á là dở ẹt. Tức là cái người nó dưới một điểm thôi là đã một trời một vực kiến thức rồi đó nha. Thế mà ảnh 13 điểm là thấp lắm, mà lọt vô cái tổ của mình tại chữ S mà mình tên Sĩ, anh tên Sử, vui một cái lớp, lớp E. Nhưng mà quý thầy cô biết không, sau một năm thứ nhất thôi, bắt đầu ảnh xếp loại khá. Năm thứ hai ảnh xếp loại giỏi luôn, ghê chưa? Tức là ai cũng có khả năng học được hết. Đó là cỡ sòn sòn như ta mà vô học đại học y dược là chuyện nhỏ như con thỏ. Có gì chứ? Tại vì chúng ta thi rớt thôi chứ bộ.
ta thi đậu là cũng học được á. À, đại khái vậy đó, là cái gì chúng ta cũng có thể học được, có điều là nó chậm hay là nó mau thôi. Đó là cái khả năng của tàng thức của chúng ta, lưu ý cho đó nha. À, ngay cả học làm Phật chúng ta vẫn học làm được, nhưng mà người ta 4 A Tăng kỳ 100.000 đại kiếp thì mình là vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp mình mới thành Phật được, đúng không? A Tỳ á đó. À, nhưng mà cái khả năng đó là bất di bất dịch đối với mọi người, lưu ghi nhớ chỗ đó. Thì chúng ta không gì phải tự ti, ta học nhanh mình học chậm thôi. Rồi vậy thì hiểu rồi nha. Bây giờ cái khái niệm thứ hai gọi là sở tàng. Sở tàng là sao? Chà chà gây nha, nhìn cái hình này hiểu không? Tức là ông này có A Lại thức của ổng không? Có không? Cái bà này có A Lại thức của bà không? Có không? Ủa mà tại sao biết ông với bà lại? Nhìn cái bóng này thôi mà biết đây là đàn ông đây là bà, nhờ A Lại giải thức của quý thầy quý cô đó, được chưa? Nhìn cái hình này biết là ông này nữ hay nam? Này nam hay nữ? Tại sao biết nữ? Kiểu tóc nè, ngực nè, mông nè, vai nè, nữ thì vai xuôi, nam thì vai ngang. Cái nguyên tắc hội họa đó nha. Người nam cái vai nó ngang nè. Không tin quý thầy quý cô về coi Hương Giang đi, mới thi đậu Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018 tại Thái Lan. Nó đẹp như phụ nữ nhưng cái vai bị ngang. Cái vai đó của người nam mà sửa không được, không bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ sửa. Cái xương đòn của người nam là nó nằm ngang, xương đòn của người nữ nó xuôi xuống như dấu ớ vậy đó. Cái đó sửa không được. Còn cắt cái apple Adam, Adam apple có nghĩa là trái khế á, thì phẫu thuật. Cái này là sụn nhẫn, cắt bỏ là xong nha. Nhưng cái vai sửa không được, vai sửa không được. Cho nên nó phải đi là nó phải đưa cái vai sể xuống để cho giống nữ. Đó thì cái nguyên tắc đó người ta vẽ những cái bóng á, cái này là cái hình bóng cái gì đúng không, đâu phải thấy mặt mũi gì đâu. Nhưng mà rõ ràng hai cái ông hai bên, hai cái người hai bên á là cái vai nằm ngang đúng không, còn cái người mà ở chính giữa là cái vai xuôi xuống đúng không. Đó thì A Lại gia thức chúng ta nó đã vô hình trung nó lưu giữ như vậy là nữ, như vậy là nam rồi đó, đại khái vậy đó ha. Đó, không thể sai chạy được. Thì sở tàng là hoặc là trong trạng thái như là nguyên nhân nó được cất giấu, được an trú trong tất cả các pháp. Tức là nói về nhân á, thì nó là sở tàng, mà quả nó là năng tàng, nghĩa là sao? Nghĩa là dễ lộn. Sở tàng là cái A Lại gia đó. Cái A Lại gia là cái khối mà cất chứa được cái đó, gọi là cái ngã, cái linh hồn, đi cho nó dễ hiểu. Nó sẽ đi vào trong thể xác người này, thể xác của chúng ta, tương lai người kia, vân vân ha. Người của kiếp sau đâu phải người của kiếp này là mình đâu, nhưng mà cái hồn mình vẫn qua được đó, được chưa? Cái đó gọi là sở, cái đó gọi là sở tàng, là bị chứa. Tức là cái khối A Lại gia, thật ra không biết có hình dung, tại nó vô xứ sao mình biết được nó bự cỡ nào ha. Nhưng cái khối kinh nghiệm, cái khối mà nhân cách, cái phần hồn, cái cốt tủy của chúng ta sau khi chúng ta chết á, nó có thể đi qua một cái thân xác mới, mà cái thân xác đó lúc đầu á, nó nhỏ xíu 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 như cục bi mà người ta, mấy đứa nhỏ nó chơi bắn bi, nhỏ xíu là trứng mẹ, tinh cha, huyết mẹ. Nó nhỏ vậy thôi, như cái hột nhãn vậy đó, như trái nhãn vậy đó. Thì A Lại gia chúng ta kiếp này to 60 kg, 1m60 mấy. Nhưng mà đến chừng chết đi rồi á, biến thành thân trung ấm thì nó thu nhỏ lại bằng em bé 4 tuổi. Nhưng mà nó chui vô bào thai, tự nhiên nó biến thành cái cục tròn tròn, trứng thụ tinh. À, như vậy, thì A Lại gia nó có khả năng bị chứa, hiểu không? Thí dụ như bây giờ á, nó đang chứa ở trong con người chúng ta, là con người chúng ta 1m mấy nè, mấy chục ký nè. Rồi khi chết đi á, không còn thể xác nữa, còn một cái vô biểu sắc nào đó, gọi là hình ma bóng quế gì đó, gọi là thân trung ấm gì đó, nhưng mà Du Già Sư Địa Luận nói là như em bé 4 tuổi. Nếu như mà chúng ta làm ác nhiều thì nó sẽ đi cúi gầm cái mặt nó xuống và nó màu đen như cái khói chiều vậy đó. Còn nếu làm thiện nhiều thì nó đi hỏng đất, nó lướt lướt, cái mặt nó kênh kênh lên vậy, ai nhìn cũng thấy ghét. Nó màu trắng như bông gòn vậy đó. Và nó chỉ thấy được cái cảnh giới mà nó sẽ sắp sửa sinh vào thôi. Ví dụ như nó tái sinh làm người thì nó chỉ thấy được cõi người, chứ nó không thấy được mấy cái âm hồn khác mà của mấy con khác nó chết. Ví dụ như nó lỡ đọa làm súc sanh thì nó chỉ thấy được thế giới súc sanh thôi, nó không thấy loài người với loài trời gì hết trơn á nha. Thì cái đó gọi là cái khả năng bị chứa ở trong một cái thân thể nào đó, được chưa? Gọi là sở tàng hay năng tàng? Sở tàng, hình dung được không nè nha. Ví dụ như hồi nãy chúng mình đưa ra một cái cuốn sách
là nó có thể chứa chữ viết. Chữ viết là chủng tử, cuốn sách là A là gia. Ổ đĩa cứng là A là gia, dữ liệu trong ổ đĩa cứng gọi là chủng tử. Rồi bây giờ cái ổ đĩa cứng đó được bỏ vô cái máy vi tính. Đây nè, thầy Văn Đắc đang lấy cái thuốc nô bít đây, đang nạp, đang ghép cái máy vi tính vô đây. Đó, thầy Minh Phú chứ lộn. Nha. Thầy Minh Phú văn phòng mình á, chuyên gia về vi tính chứ bộ. Ổng đang lắp cái máy vi tính, cái ổ cứng vô máy vi tính. Còn cái cuốn nhật ký hồi nãy được bỏ vô cái cặp táp nè, thấy không? Thấy không? Thì như vậy, hồi nãy mình nói cái ổ đĩa cứng là năng tàng, tại vì nó có khả năng chứa đựng dữ liệu. Bây giờ cái ổ đĩa cứng đó được bỏ qua cái máy vi tính khác với một cái thùng máy và cái CPU khác, thì ta gọi là sở tàng, được chưa? Nó có khả năng bị chứa. Thông qua chưa? Thông qua chưa? Thông qua nha. Rồi, thông qua luôn đi. Rồi. Thì đây nè, ông này là ông có chứa A lại da của ông, bà này có chứa A lại da của bà này, mà này ông này, ông này chứa vào hết xong. À, gọi là bị chứa nha. Rồi. Hình dung được không ta? Còn riêng một mình ổng không á, thì gọi là năng chứa, được chưa? Ổng có khả năng lưu trữ. Giờ ổng chết đi thì cái hồn ổng bay qua cái người khác. Thì cái đó gọi là bị chứa. Thông qua nha. Cho đi luôn. Rồi. Thật ra cái câu này á, nó bị hơi sai chút. Nó sai chỗ nào? Nó được an trí trong tất cả các pháp là sai. Tại vì cái này gọi là quơ đũa cả nắm. Nó sai chỗ đó đó. Phải nói nó được an trí trong tất cả các gì? Chúng hữu tình, chứ không phải các pháp. Các pháp nó có chúng vô tình chứ không? A lại giam làm sao nằm trong cái bàn. Nhưng mà quý thầy cô có tin rằng là cái bàn nó cũng có ma không? Cái giường mà bằng gỗ nó cũng có ma, gọi là mọc cái gì á, bị mọc đè, người ta bị mọc đè, có nghe vụ đó không? Theo Phật giáo thì gọi là càn thác bà. Cái lò đó nó ưa nhập vô mấy cái cây, cây mà có mùi hương á, như là giáng hương, như là trầm hương rồi đó. Thì người ta lấy cái cây đó về, người ta làm giường, làm giáng, làm cột nhà, làm cột chùa. Nó vẫn chấp cái đó là thân của nó, và nó đi theo. Nói chừng mà mình nằm lên nó, cái bắt đầu bữa đó nó xui làm sao, mà nó bị nghẹt thở làm sao, cái nó lật lên, cái nó đè lại mình. Mình đè nó đè lại mình, gọi là bóng đè. Không biết có thiệt không, nhưng mà người ta quan niệm như thế. Thì những cái cây mà nó có cái tánh linh đó, không phải là cây có tánh linh, mà là cái thần thức cái A lại da linh tánh đó nhập vô cái cây đó. Tại vì A lại da có khả năng bị chứa, được chưa? Sở tàng, đúng không nè? Nhập vô cái cây đó. Coi cái chuyện Thiên Cung Sự ở trong Tiểu Bộ Kinh, cái chuyện đầu tiên luôn là nói về cái vụ đó đó. Chàng thanh niên này tên là Út Đa La, con của đại gia giàu lắm, giàu như là Trần Trinh Huy, con của Trần Trinh Trạch, gọi là công tử Bạc Liêu rồi đó nha. Ruộng vườn 100,000 mẫu, và cha để lại một gia tài đó. Ổng nói đó, con có ăn 3 kiếp cũng không hết cái gia tài này nữa. Tức là ở thành Xá Vệ ổng là giàu hơn cấp Cô Độc, cái ông cha của ổng á. Để lại gia tài xong rồi thì ổng nói là không cần cho mình con mình học nghề gì hết á, miễn là sao nó ngồi nó ăn không là cũng không hết được cái gia tài đó nữa, cháu nó ăn cũng chưa chắc hết nữa. Thế thì ông bà già qua đời để lại gia tài cho người con trai duy nhất. Người con trai này không học ngành nghề gì hết, không biết làm cái gì ra tiền hết. Cái bắt đầu có tiền nhiều quá, bị mấy thằng bạn cùng trang lứa nó dụ, hôm nay đi coi đá banh không? Ủa không biết thời đó có đá banh chưa ta, thời Đức Phật á? Chứ không có đâu ha. Không biết là có cá cược bóng đá chưa ta? Hình như là không. Người ta chơi đánh bài cào hay bài tứ sắc hay đổ xí ngầu gì đó. Thời Đức Phật là có cái vụ nhảy cò cò, tạc lon rồi gì đủ thứ hết nha. Trong Trường Bộ Kinh có kể vụ đó. Rồi những cái trò ăn chơi là bị dụ cái nó thua mà đánh bài thua mau lắm. Thí dụ như bây giờ mình có 1,000 lượng vàng, đặt có một chén một là bay luôn 1,000 lượng vàng, chứ không phải là 1,000 lượng vàng chơi 1,000 ngày mới hết, không phải nha. Trong vòng 1 năm 2 năm sau là gia tài của ổng sạch bách hết luôn, không còn cái gì hết, rồi bị người ta lừa. Nhưng mà trong 1 năm đó ổng kết giao với rất nhiều người, bạn bè giang hồ tứ chiến tứ hải gia huynh đệ gì cũng có, trong đó có mấy cô bán phấn buôn hương luôn. Cái lúc mà ổng hết tiền á, không có cái gì ăn á, thì không ai giúp ổng hết, ổng phải đi ăn xin. Ăn xin xong rồi á, mấy thằng bạn nói ăn xin chi cho khổ, giờ theo tao làm cái nghề này đi, mày chỉ cần cầm cái cây mày đứng trước cửa nhà đó, chừng nào mà thấy người chạy ra mày cứ đập vô đầu họ một cái là có tiền. Ổng không biết cái đó là ăn cướp. Thế là mấy anh bạn giữ vô ăn cướp, cái trong gia chủ nó lấy đồ xong nó bỏ chạy nhanh, bỏ chạy, còn thằng này đứng canh cửa. Gia chủ chạy ra cái lấy cây đập gia chủ nó đập lại, đập lại cái nó bắt nó giao cho nhà vua. Gia tài mất nhiều hơn 5 quan tiền là bị tử hình thời xưa đó. Thế là ông này bị dắt đi tử hình. Trên đường đi chém đầu á, thì cái cô gái mà hồi đó ổng có tiền ổng nuôi cô đó đó, mới thấy cái chàng này hồi xưa nuôi mình nè, bây giờ bị bắt đi
trữ hình, cho nên là cổ mới lục lục trong nhà của cổ là còn được cái dĩa bánh, bánh ngọt. Cái chạy xuống đưa cho chàng ăn trước khi bị chém đầu. Thì chàng này cầm cái dĩa bánh lên nói, giờ mình trước hồi cũng chết, sau cũng chết, thôi thay vì mình ăn thì có ông thầy chùa, ổng đi ngang qua mình cúng cho ổng để mong là chết lên cõi trời sướng hơn. Cúng cho ngài một kiền liên. Ngài một kiền liên ăn trước mặt ổng xong để cho ổng có tín tâm. Thế là ổng bị chém đầu một cái thần thức ổng bay lên tới cõi trời, nhưng mà bay lưng lửng chưa tới cõi trời nha. Mới tới học viện Phật giáo tại Lê Minh Xuân Bình Chánh à, chứ chưa tới cõi trời đâu lại. Thế là cái ổng mới sực nhớ lại, sở dĩ mình có cái dĩa bánh mình cúng cho cái vị tôn giả này là nhờ cái cô gái này. Cô gái này cổ yêu mình, cổ mới cho mình. Cho nên với một chút luyến ái đó mà không lên được cõi trời. Rớt xuống cõi người và nhập vào trong cái cây làm thọ thần. Cái cô gái này đi ngang qua thọ thần dùng phép thuật kêu cổ vô. À, nhớ không? Hồi trước anh nè. Ủa anh hồi xưa đẹp trai lắm rồi, sao bây giờ anh giống cái khúc gỗ quá vậy? Nhưng mà cũng vì tình xưa nghĩa cũ. Cho nên trải qua 5 tập tình xưa nghĩa cũ của Jimmy Nguyễn mới hết, đúng không? Tình xưa nghĩa cũ năm cái là bắt đầu cái cô này nhớ nhà, cái xin về, cái ổng thả cổ về với mẹ cổ. Thì mẹ cổ đi kiếm vòng vòng không ra, cái gặp ngày một kiền liên. Ngày một kiền liên nói 7 ngày sau con bà mới về, bà về kỳ viên tỉnh xá đó, con bà về đó đó, ngay cái góc kỳ viên tỉnh xá. Cái ngày thứ 7 bà về kỳ viên tỉnh xá, bà đón con bà, thì con bà mới từ cái cây cổ thụ đó mới chạy về nhà. Về nhà cái mừng quá, cái Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện đó cho mình nghe, cho mình có lời về thiên cung sự. Như vậy thì cái cây á, cái cây thọ thần đó, thì cái cây đó nó là vô tri vô giác, nhưng cái thần lực của cái chàng thanh niên đó nhập vô thì ta gọi là có tri giác, được chưa nè? Như là hiểu được năng tàn sở tàn chưa? Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ tiếp tục còn có một cái tàn nữa, gọi là yêu cái ta, yêu cái ngã. Mà yêu không không nói gì, mà còn chấp cho đó là sự thật, đó là chân lý, đó là lẽ phải, đó là sự sống vân vân. Nếu không yêu ta là trời chu đất diệt. Mình không yêu mình thì trời chu đất diệt, đúng không? Giống như Tào Tháo có cái câu gì á, thà rằng ta phụ người chứ không nên để người phụ ta. Thì cái đó là chấp ngã ái chấp tàn, cứ chấp cho rằng đó là lẽ đương nhiên thôi. Đó. Ăn thịt gà, ăn thịt vịt, ăn thịt heo, ăn thịt cua, ăn thịt cá, hải sản gì, thú rừng gì á, đương nhiên bởi vì đó là vật dưỡng nhân, có đó gọi là ngã ái chấp tàn thôi chứ nè. À, những cái quan niệm mà có lợi cho mình, yêu thương bản thân mình thì gọi là ngã ái chấp tàn, mà cái đó là một đặc tính của A Lại Gia, nó có khả năng chấp cái đó. Thì ngã ái chấp tàn có tới 3 cái trạng thái chấp tàn. Trạng thái thứ nhất ta gọi là hiện hành. Trạng thái hiện hành có nghĩa là trạng thái đang tồn tại chứ chưa có tương lai. Hiện là hiện tại, hành là hoạt động, hiện hành là hiện tại. A Lại Gia thức đang chấp ngã ái. Với sự chấp tàn ngã ái, nơi Bồ Tát từ thất địa trở xuống là đều còn chấp ngã hết. Ta lưu ý chỗ đó. Từ thất địa trở xuống có nghĩa là từ hướng A-la-hán quả trở xuống, chứ chưa phải A-la-hán quả. Hướng A-la-hán quả có nghĩa là chưa phải A-la-hán à. Đệ bát địa mới rồi là A-la-hán. A-la-hán thì đoạn hết 5 cái thượng phần kiết sử, bao gồm có tham cõi sắc, tham cõi vô sắc, trào cử, ngã mạn vi tế và vô minh vi tế. Có ai hiểu gì không? Tức là từ đệ thất địa trở xuống á, thì thí dụ đệ thất địa đi, gọi là viễn hành địa, là hướng đến A-la-hán quả. Chứng được A-na-hàm rồi nhưng mà chưa chứng A-la-hán quả, bởi vì 5 cái thượng phần kiết sử chưa đoạn hết. Có nghĩa là giả sử cái hành giả đó không còn tham đắm cõi sắc nữa, không còn tham đắm cõi vô sắc nữa, tức là an trụ trong tứ thiền bát định cũng chẳng có quan trọng, mà không trụ cũng được, trụ cũng được, chứ không phải mà tối ngày ngồi thiền để hưởng an lạc của nó, không phải. Nhưng mà các ngài còn bị một cái chấp vậy nè, gọi là tự ơi, bây giờ mình chứng được tứ thiền bát định, bây giờ mình đứng ra mình mở thiền viện, mình dạy thiền đi cho nó đã. Bao nhiêu chúng sanh khổ vì không chứng thiền định, tại sao mình không có đăng bản là thành lập thiền viện gì gì đó ha, đó bắt đầu đi dạy thiền nhân dân, cái đó gọi là trạo cử vi tế, được chưa? À, mà mình không nhận ra là coi chừng đó. Thì tại sao mà có cái đó vậy? Bởi vì có một cái chấp ngã vi tế trong đó. Chấp ngã vi tế ta gọi là trạo cử vi tế, cái mạng vi tế, nghĩa là mình tu mình chứng hơn người ta. Vô minh vi tế là chưa phá được hết câu sanh ngã chấp, nó ẩn ở trong á, mình cứ tưởng mình hết rồi, mình tưởng mình là thánh nhân rồi. Đúng, thánh vô học thôi, chưa hết. A-la-hán mới gọi là thánh nhân. Thế là mình tin cái tâm mình là thanh tịnh, là tâm Bồ-Tát, vân vân. Mình ra, mình độ sanh cái là tiêu liền.
không bao giờ chứng A-la-hán quả liền được cái chân á. Nhiều khi kiếp sau mới chứng được là chết luôn đó. Thế là lúc đó nói trời ơi, cái này mà khởi tâm này gọi là trạo cử, bây giờ mình chứng A-la-hán quả chưa? Chưa, vậy thì ngồi lại tu tiếp, chừng nào chứng rồi mới đứng lên đi đó. Thì cái đó ta gọi là cái này nè, ngã ái chấp tàng nè, nó từ đệ thất địa trở xuống vẫn còn cái chấp ngã đó nha. Thì quý thầy cô nhớ nha, tu mà chứng A-la-hàm rồi cũng chưa xong đâu nha, chưa xong đâu. Có nghĩa là khi nào mà mình còn thích nếm cái quả vị của thiền định á, nghĩa là ngồi thiền nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm, khó diễn tả bằng lời lắm, mà mình còn có một cái tâm ham thích nó, là còn tham cõi sắc hoặc là cõi vô sắc, thì cái đó khoan đi độ sanh, khoan mở thiền viện, khoan dạy thiền vipassana gì cho nó mệt á, được không nha. Tu mà thấy an lạc chưa làm thiền sư là tiêu rồi, cứ thiền sinh mãi đi, chừng nào chứng A-la-hán làm thiền sư cũng được nữa. Ví dụ vậy đó. Thì cái đó ta gọi là ngã ái chấp tàng. Ở cái trạng thái thứ nhất gọi là hiện hành ngã ái chấp tàng. Trừ trường hợp mà mình chứng A-la-hán quả rồi thì không, hiện tại mình không còn hiện hành ngã ái chấp tàng nữa. Thông ra nha, dễ mà. Rồi tiếp tục. Cái thứ hai, cái trạng thái thứ hai của ngã ái chấp tàng chúng ta phải biết đó là như là kết quả của nghiệp thiện và ác từ vô thủy cho đến Bồ Tát Đắc Kim Cang Tâm đặc trưng với tên gọi là dị thục. Có ai hiểu gì không? Không hiểu thì thôi, cho qua luôn. Tức là hiện hành á, thì không tính, nhưng mà cái kết quả thiện ác đây nè, ví dụ thiện là ông thầy ngồi trong nè, ác là ác quỷ xung quanh nè, đó thấy không? Cái hình thứ hai nè, thấy chưa nè, hình thứ nhất gọi là ngã ái chấp tàng nè. Hiện hành ngã ái chấp tàng, ông này ông đang giác cái đầu của ổng á. À, ổng giác cái đầu của ổng, tức là sao, ổng đi đâu thì cũng có cái ngã đeo bám theo ổng, gọi là chấp ngã, được chưa? Còn cái thứ hai là cái kết quả của chấp ngã, ngã chấp tàng á, nó sẽ dẫn mình đến tái sanh ở cõi này cõi kia, rồi là kết quả ngã chấp tàng. Cho nên trạng thái là kết quả của nghiệp thiện và ác, nếu thiện thì chúng ta tái sanh từ cõi trời sắc giới, vô sắc giới cho đến cõi gì đó không biết, và ác thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, nhân dân. Từ vô thủy kiếp cho đến Bồ Tát Đắc Kim Cang Tâm được đặc trưng với tên gọi là dị thục. Vậy Bồ Tát Đắc Kim Cang Tâm là gì? Chúng ta lưu ý, đối với lại A-la-hán gọi là Bồ Tát, gọi là Bồ Tát thôi, chưa gì hết đó nha. Những cái vị Bồ Tát đó đó, chưa gọi là Đại Bồ Tát, chỉ là Bồ Tát thôi à, thì chưa có đắc được một cái tâm như như bất động, cho đến Đệ Bát Địa luôn, mà gọi là bất động địa luôn, cũng chưa si nhê gì, gọi là bất động thôi, bất động nhưng mà cũng chưa được ví như kim cương, chưa cứng như vậy. Đệ Cửu Địa, Đệ Thập Địa cũng chưa luôn, bắt đầu vô Đệ Thập Địa, gọi là Bồ Tát Thập Địa mới có một cái lợi định gọi là tâm như như bất động. Ủa, hình như bài buổi sáng tụng Thủ Lăng Nghiêm có bài tự Thủ Lăng Nghiêm là gì ta? Thước ca ra tâm vô động chuyển á nha, nó đó nha. À, thì cái tâm như như bất động đó ta gọi là tâm kim cang. Tại sao có tâm như như bất động đó? Bởi vì mình thấu rồi, mình có tâm minh rồi, mình thấu được cái nhân quả thiện ác của chúng sanh trong ba cõi rồi, thì trước cái cảnh đó hồi xưa mình đau khổ vì cái từ bi nó làm mình khổ dữ lắm, nhưng mà bây giờ mình cũng từ bi nhưng mà không có khổ, tâm mình không có đau khổ gì chứ, nó hạnh phúc. Mình thấy vì nghiệp đó mà nó thành con vịt bị treo ngược cổ đó. Rồi cái con vịt đó tái sanh đi làm người, mà người đó cắt cổ vịt thì kiếp sau người cắt cổ vịt là biến thành vịt bị treo cổ, cứ vòng vòng. Cho nên thấu hết rồi, tâm nó như như bất động, cho nên được ví như là cái hình tượng của Phật ở trên chánh điện đi cho dễ hiểu. Bây giờ hình tượng trên chánh Phật trên chánh điện ngày lúc nào cũng mỉm cười, ngồi như bức tượng đá, đúng không nè. Cho dù mình lạy ngày sói đầu sói chán chảy máu đầu luôn mà ngài cũng không có lấy cái đó làm hạnh phúc. Mà bây giờ mình đi ngang ngang kênh kênh lên, hình ông là ai mà ngồi ngon quá vậy, ngài cũng không có gì đó mà nổi sân đâu. Thì gọi là tâm như như bất động, được chơi nè. Ví dụ vậy thôi nha, cho dễ hiểu, nó giống như kim cang bất định. Thì cái đó phải để thập địa đẳng giác trở lên thì mới có cái kim cang dụ định. Cái định ví dụ như là kim cương, kim cang dụ định nha, gọi là tâm kim cang như như bất động. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. Vân vân thì nó đó nha. Đặc trưng với tên gọi là dị thục thì lúc đó a lại thức đổi tên gọi là dị thục, được chưa nè. Trước đó thì xin lỗi, cái mới xả cái tên dị thục, cho đến khi đắc kim cang thì nó mới xả cái tên dị thục nha.
Để bắt địa thì xả a la hán quả, xả a la gia thức. Hơi rất rõ chút nha. Bây giờ hễ mà hết cái câu sanh ngã chấp á, nhưng mà vi tế ngã chấp vẫn còn, cho nên đó gọi là ngã chấp tàn đó nha. Nó phức tạp cái chỗ đó, bên đại thừa nó hơi phức tạp cái chỗ đó một chút thì chúng ta lưu ý thôi. Bây giờ để dễ hiểu thì chúng ta lấy cái bức tranh trăng trâu. Đến cái bức tranh thứ 8 thì có phải là con trâu cũng mất mà người trăng cũng mất, ta gọi là vòng tròn không? Thì cái này nó tương đương với cái quả vị đệ bát bất động địa. Được chưa? Được chưa? Thì cái chỗ này a lại gia thức vị xả nè. Xả, bỏ. Để chuyển thành một cái tên khác gọi là vị thục thức. Thật ra nó không phải chuyển, mà từ địa thứ 8, địa thứ 9, địa thứ 10 nó vẫn có cái tên là vị thục luôn. Được chưa? Địa thứ 1 cho đến địa thứ 8, thậm chí phàm phu nó vẫn có hai cái tên là A Lại Gia và vị thục thức luôn. Nhưng đến địa thứ 8 thì A Lại Gia xả, còn giữ lại cái tên vị thục cho đến địa thứ 10. Được chưa? Cái ý nghĩa đó là vậy đó. Để mình tắt cái điện thoại, nó phân tâm. Thì như vậy, từ phàm phu cho đến địa vị thứ 8 á, thì thức A Lại Gia nó vẫn còn tên là A Lại Gia, đồng thời cũng có tên là vị thục thức luôn. Quý vị có hiểu ý đó chưa? Nha. Nhưng đến địa thứ 8 thì cái tên A Lại Gia là tàn thức nó bỏ, có nghĩa là cái đặc tính mà gọi là thương hiệu của A Lại Gia là gì? Năng tàn hay sở tàn hay ngã chấp tàn? Năng tàn nó sẽ bỏ, được chưa? Nó không còn có khả năng năng tàn nữa, nhưng nó vẫn còn chấp ngã, gọi là ngã chấp tàn. Ghê vậy đó. Mình nói là A Lại Gia, mình nói là địa thứ 8 gọi là A La Hán quả, và Bồ Tát đạo gọi là đệ bát bất động địa, thì làm gì có ngã mà gọi là ngã chấp tàn? Thưa, Thành Như Thức Lượng nói rằng ở địa vị thứ 8 này, mặc dù phân biệt ngã chấp đã hết từ xưa rồi, từ địa thứ 6 đó không còn rồi, câu sanh ngã chấp đến địa thứ 8 cũng hết luôn rồi, nhưng mà còn cái vi tế ngã chấp. Vi tế ngã chấp, vi tế ngã chấp này gọi là ngã ái chấp tàn, ở dạng vi tế vẫn còn chút đỉnh, mà phải trải qua địa thứ 9 đến địa thứ 10 nó mới xả cái vi tế chấp ngã đó, cái vi tế vô minh chấp ngã đó. Ta gọi ở địa thứ 9, thứ 10 này ta gọi là vị thục thức luôn. Tức là địa thứ 8 vẫn còn vị thục thức, địa thứ 9 vẫn còn vị thục thức, địa thứ 10 mới xả cái tên vị thục thức. Được chưa? Hình dung được không? Nha. Bởi vì cái đặc tính gì của nó, ngã ái chấp tàn, nó vẫn còn chút đỉnh cái đuôi nó đó nha. Vậy thì địa thứ nhất và phàm phu, địa thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 có tên vị thục không? Vẫn có tên vị thục thức nha. Bởi vì nó còn khiến tái sanh á nha, thì còn là vị thục. Được chưa nè? Hiểu không vậy? Hiểu rồi ha. Rồi đại khái là cái tên nó thôi chứ có gì đâu, đúng không? Đó. Vậy thì sao ta lấy cái ví dụ gì cho nó dễ hiểu bây giờ ta? Chắc hiểu rồi hả? Hỏi giới thiệu nó đi ha. Thông qua nha. Rồi. Thì bây giờ á, từ cái địa thứ thứ 9, thứ 10 nè, cái đuôi nó còn vẫn còn tên vị thục, cũng giống như quý sư cô đi. Đáng lẽ sư cô phải là tỳ kheo ni đúng không? Còn sa di trở xuống là địa thứ 8 trở xuống đi. Sa di ni á, nhưng mà tự nhiên có cái quả vị gọi là thức so mana. Thức so mana là cái đuôi để cho nó còn đeo cái tên vị thục, đúng không nè? Thì gọi là ni cô chứ chưa gọi là sư cô được. Ví dụ sư cô phải là tỳ kheo ni, ví dụ ha. Nhưng mà đáng lý ra mình hết cái sa di ni là giờ mình là thọ giống như quý thầy cháu khỏe là thọ gì? Tỳ kheo ni luôn. Tự nhiên cái đến địa thứ 8 đáng lẽ là thôi bỏ luôn vị thục đi, còn đeo cái tên vị thục tới địa thứ 9, địa thứ 10 chứng kim cang dụ định mới hết cái tên vị thục. Tại sao kỳ vậy? Tại vì nó còn tái sanh, tức là các vị Bồ Tát nó vẫn còn tái sanh. Địa thứ 9, thứ 10 đó gọi là Đại Bồ Tát á. Các vị Bồ Tát đó tại sao vẫn còn tái sanh? Vì các ngài còn chấp vô một cái pháp, nó không còn chấp ngã mà nó có chấp pháp, gọi là Đại Nguyện. Tức là cái pháp Đại Nguyện á, nha.
còn chấp cái đó cũng là vô minh vi tế luôn. Trên đời chả có pháp nào có thật, kể cả cái đại nguyện địa ngục vị không thể bất thành Phật gì nha. Hoặc là như là ngày A Nan á vẫn còn phát cái đại nguyện gọi là đề ngũ trược con xin vào trước gì gì ta, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật chung bất ư thử thủ nơi hoàng, có nghĩa rằng là ngày vẫn còn dị thục thức. Nghĩa là ngày chứng A La Hán quả rồi đi chăng nữa, nhưng mà vì cái nguyện đó phải làm, mà nguyện phải làm cho nên còn tái sanh, còn dị thục. Gọi là dị thục là cái quả chính chính ở cái dạng của bậc thánh nhân á. Còn đẳng giác là ngang với Phật rồi, diệu giác là một đời nữa bổ xứ rồi, thì các ngài đó không còn chấp nguyện nữa, không còn thấy cái nguyện đó thật nữa. Nó đặc biệt chỗ đó nha. Hình dung được không quý thầy con? Được rồi ha. Rồi vì Bồ Tát A La Hán mà tiến lên tu địa thứ 9 thứ 10 á, các ngài phải khởi bốn cái tâm lớn gọi là từ bi gì nữa ta, từ bi hỷ xả ha, để mà thực hiện cái đại nguyện của mình. Mà chính vì muốn thực hiện nó hả, anh phải chấp nó là thật anh mới thực hiện được nó. Còn anh không thấy nó thật là anh không còn động lực để anh tu nó nữa. Do đó vẫn còn cái tên là dị thục thức là vậy, đồng ý không? Rồi trạng thái như là kết quả của nghiệp thiện và ác nè, từ vô thủy cho đến Bồ Tát Đắc Kim Cang. Cái thứ ba của ngã chấp tàng là gì? Là trạng thái chấp trì dòng tương tục đặc trưng với tên gọi A Đà Na. Adana, Vinyana, chấp trì thức. Thì cái tên gọi Adana này nó cũng là một cái tên gọi song hành với A Lại Gia luôn, từ cõi này cho đến khi mà chúng ta gọi là nhất sanh sở hệ bổ xứ luôn. Gọi nó tên Adana luôn, bởi vì sao? Nhờ nó mà cái sự tồn tại ở trên cái tam giới này nó còn đặc biệt. Bây giờ dị thục hết rồi, vậy thì chúng ta là ai đây? Chúng ta tu tới địa thứ 10 rồi, nhưng mà bây giờ muốn lên đẳng giác Bồ Tát thì phải có con người, mà con người lúc đó gọi là Bồ Tát á nha, là con người nào đó để lên địa thứ 10, lên địa thứ 11 là đẳng giác, lên địa thứ 12 là diệu giác, sinh 52 là diệu giác. Thì cái gì để khiến cho các vị đó cứ thăng lên các địa vị từ Bồ Tát lên Phật đây? Nhờ cái sự chấp trì của Đức A Lại Gia. Một cái sợi dây liên kết từ hồi lúc phàm phu cho đến bây giờ vẫn còn có một cái lực gọi là A Đà Na thức. Nó có một cái bộ luận gọi là luận A Đà Na thức luôn á nha. Thì cái lực đó nó kéo mình cho đến khi còn một đời nữa bổ xứ thành Phật và sau đó nhập Niết Bàn luôn thì mới hết A Đà Na thức. Được chưa nè? Vậy thì khi mà đến địa thứ 10 bỏ luôn tên dị thục, vô Kim Cang Dụ Định bỏ luôn tên dị thục, vậy thì giờ còn thức gì? A Đà Na. Bây giờ hết thức A Đà Na đó rồi gọi là thức gì? Địa thứ 10 trở lên ta gọi là đại viên cảnh trí, được chưa? Địa thứ 10 trở lên nha. Thì đến địa thứ 10 nó ngưng A Đà Na, đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí chỉ có ở hết thức thứ 10 để bị đẳng giác Bồ Tát. Rồi xong cái phần tên của nó. Vậy thì mới có một cái đầu tiên gọi là tàng thức thôi mà giải thích cả buổi trời chưa xong, đúng là thành duy thức luận. Mà thiệt ha. Bây giờ chúng ta phải đi nhanh lên chứ không thôi là không kịp bài. Rồi tiếp tục luôn. Rồi một cái tên thứ hai. Trời mới tên thôi chưa nói công năng công dụng gì nó trơn nha. Mà dài không xong. Quý thầy cô kham nổi nữa không? Học tiếp nổi nữa không? Hả? Lắc đầu luôn. Ghê thiệt ha. Cái này nó mênh mông như là trời biển vậy đó. Nói thiệt ha, đọc vô hả, tẩu quả nhập ma được. Nhất là cái cuốn của Hòa Thượng Tệ Sĩ dịch là nó dịch từ bản tiếng Anh y chang vậy đó. Trời ơi, kinh hồn lắm. Đọc xong rồi cái phần chú giải đọc cũng nhức đầu nữa. Khiếp lắm. Nhưng mà phải đọc, phải học, khổ thế đấy. Rồi bây giờ thì cái tên thứ hai. Nghĩa tên thứ nhất là gì? Tàng thức. Tàng thức có mấy nghĩa? Ba nghĩa là gì? Năng tàng, sở tàng, ngã chấp tàng. Cái nào là thương hiệu để định danh nó là A Lại Gia? Năng tàng. Tên thứ hai là gì? Dị thục thức. Còn tên thứ ba? Cái gì ngã ái trong đây? Tên thứ hai là dị thục, tên thứ ba là nhất thiết chủng. Dễ ẹt trong vòng 2 phút xong. Rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. Dị thục thức là làm chín các nghiệp. Thứ hai là năng lực duy trì bà. Tiếp nói. Vậy thôi có gì đâu. Không. Thức A Lại Gia còn được gọi là dị thục vì nó đưa đến kết quả đã chín, gọi là chính khác, gọi là dị thục của nghiệp thiện và bất thiện trong các cõi, các định hướng, các sinh loại, các chủng loại,
Năng lực duy trì và tiếp nối liên tục của mạng căn của chúng sanh còn gọi là dị thục thức. Ví dụ như cái ông này, ông đi sanh vô kiếp này, ông là cái ông này. À, kiếp sau ông là cái ông này, mũi còn cao nè, đúng không? Kiếp sau nữa cái mũi tẹt, đúng không? Không nè, nhờ cái dị thục thức á, đúng không? À, nhờ cái khả năng, cái tên gọi là dị thục á. Kiếp sau nữa ông thành đàn bà, kiếp sau nữa ông thành cao bồi, bộ đội. Kiếp nữa là ông thành gì đây, chắc là bị ung thư hàm mặt gì á. Kiếp nữa thì ông thành là cái gì đó, ông hề vậy đó, thí dụ, dân thí dụ ha. Thì đại khái vậy đó. Và thứ hai, gọi là làm chính các nghiệp được không? Nha, là cái khả năng đó. Cái đó là nói về cái kiếp. Nhưng mà trong kiếp này thì có dị thục không? Có. Có. Trong kiếp này ví dụ như là chúng ta đi, nha. Chúng ta cũng có dị thục rồi chứ bộ. Đúng không? Là học trung cấp, bây giờ lên cao đẳng, là lên học viện. Cái đó là dị thục. Cũng trong kiếp à? Đó nè. Rồi gọi là Phật tử tại gia. Rồi xong rồi có ai mới đẻ ra là đầu trọc hết liền đâu, đúng không? Phải đi tu cạo đầu chứ bộ. Ai gọi là dị thục. Ủy tu cạo đầu, thọ giới sa di xong rồi gì đó là lên tỳ kheo rồi gì đó. Đó thì cái đó gọi là dị thục hết. Không có dị thục là không có được nha. Thứ hai là năng lực duy trì và tiếp nối liên tục của mạng căn chúng sanh. Mạng chúng ta sống được là nhờ thức A-lại-da này nè. Nếu mà không có cái thức A-lại-da này thì bảo đảm là khi ngủ một cái là giấc ngủ ngàn thu luôn. Nhờ nó mà chúng ta mới duy trì được mạng sống trong kiếp này, rồi nhờ nó mà chúng ta mới có đời sau. Thì cái đó gọi là duy trì mạng căn, cũng gọi là dị thục thức. Hình dung được không nha? Hôm nay quý thầy cô rất mệt chứ Minh biết. Hồi trưa này có ngủ không? Không ngủ hả? Như vậy là không có dị thục. Mình phải ngủ một giấc mới gọi là dị thục chứ. Tức là chúng ta đang đuối rồi chúng ta lăn xuống ngủ một cái là dường như chúng ta tưởng chết, là ngủ như chết đó. À, rồi khi chúng ta thức dậy một cái là dị thục, tức là người mới, refresh, chúng ta tươi tỉnh hoàn toàn, vô học thầy chứ mình chạy thêm 4 tiếp nữa. Còn bây giờ đuối hết luôn, đúng không? Cái đó là thiếu dị thục nha. Rồi. Bây giờ đây nè, các cõi nè, là nhờ dị thục nè, tâm là da nè, đi vào cõi này, này đó, gọi là dị thục. Cái này dễ rồi. Bây giờ cái thức thứ ba, đúng không? 2 phút, đúng không nè? Nhanh vô cùng. Cái tên đầu tiên mới khó. Cái tên này dễ, dễ. Lướt qua cái sòng. Tên thứ ba là gì? Nhất thiết chủng. Cái tên là tất cả các hạt giống. Đó. Ví dụ như, này là điện thoại nè, tivi nè, wifi nè, chat nè, mail nè. Này là gì vậy? Cái này tin nhắn, điện thoại. Dân dân và dân dân, tất cả cái đó đều nhuần nhuyễn với trong tay của quý thầy quý cô. Xét là xong rồi, Zalo không được, qua Facebook không được. Thầy alo, nay có học thầy Chí Thức Lượng không? Có 1 rưỡi học. Cái hồi nữa thì Thánh Dữ nó rồi, thầy Chí Minh bị kẹt xe rồi không dạy được nữa. Cái bắt đầu cọc lên Facebook cập nhật tin khẩn cấp, break news, tức là tin, gọi là tin gì ta, tin nóng là 1:30 mà không thấy giảng viên hôm nay nghỉ, thí dụ thì cái đó ta gọi là nhất thiết chủng, hiểu không? Tất cả những cái thông tin, cái data, cái information, cái dữ liệu nó được lưu trữ bởi A Lại Gia thức. Hồi nãy chúng ta đưa hình dung là cái ổ đĩa cứng, đúng không? Thì ổ đĩa cứng chúng ta gọi là A Lại Gia cho dễ hiểu, bỏ vô cái máy vi tính gọi là cái thân xác mới. Mà máy vi tính nó có cái CPU là hoạt động á, là sinh mạng đó. Thì bây giờ á, cái CPU này bỏ thì cái thí dụ như cái này nè, quý thầy cô biết là cái gì không nè? A Lại Gia thức đâu, nói thử. A Lại Gia thức USB data, đúng không? Là cái thẻ USB. Thẻ USB này có chứa dữ liệu không? Là cái bài đang học, thì cái dữ liệu đó gọi là chủng tử, được chưa? Còn cái USB gọi là A Lại Gia. Thì thay vì Chí Minh gọi cái này là USB, Chí Minh gọi cái này là cái file A Lại Gia thức nè. Cho thầy mượn file A Lại Gia thức nè. Cái này USB chứ A Lại Gia gì. Nhưng mà nó chứa A Lại Gia, được chưa? Thì thay vì nói cái này là USB, Chí Minh nói cái này là cái bài học A Lại Gia nè, thầy đem về đi. Thế là nó cũng 2 tên gọi mà 1 thứ, hiểu không nè? Nhà mình lấy cái data để mình gọi tên cho cái vật đó thì cái đó gọi là chủng tử thức, được chưa? Hình dung được không? Vậy thôi, có gì đâu nè. Đó. Chứ mình đi ra ngoài đường, cái ông công an á, ông bắt chứ mình quá tốc độ. Nhưng mà cái ông này cũng người bắt, ông còn trẻ lắm, ông chừng 30 mấy tuổi rồi. Mà ông là sếp của mấy ông kia chứ.
mấy ông kia chạy ra quắc quắc mình vô là cái mặt gọi là cọp beo không à. Nhưng mà cái ông này ông rất hiền, rất trắng, nhưng mà cái lon ông đeo là tới thiếu tá lận. Còn mấy ông kia cấp quý à nha, nó có một gạch ông này tới hai gạch lận một sao. Cái ông ngồi đây, sao bây giờ thầy à, không phải thầy, sao bây giờ anh tính sao? Cái tốc độ của anh là 67 km trên giờ, qua khu đô thị chỉ cho phép 50 km trên giờ, tôi phạt anh 2 triệu rưỡi giam bằng 2 tháng, anh tính sao? Cái mình nói chứ, nhưng mà hình ảnh đâu? Có hình ảnh đó, để tôi đưa cho ông coi, nhưng mà kêu bằng anh với bằng ông chứ không kêu bằng thầy, hiểu không nè? Ý nghĩa là sao? Trong cái data của ông thầy, của ông công an xếp ở đó, không có dữ liệu thầy chùa. Chỉ có dữ liệu là người vi phạm, hiểu không nè? Đó. Nghĩa là sao? Nghĩa là ông đó không biết xưng bằng thầy là gì cả. Được chưa nè? Đó. Đại khái vậy đó ha. Hôm qua thôi là cái cô đó, cái chị đó tên là chị Nhung, là điều dưỡng trưởng của bệnh viện thành phố Vĩnh Long, bệnh viện mà gần cộng cái chùa Đức Đức gì Hội Đức á, là có bệnh viện thành phố Vĩnh Long á nha, chứ không phải bệnh viện tỉnh Vĩnh Long nha. Có đây có quý cô nào học Vĩnh Long không? Có không? À có. Bệnh viện thành phố Vĩnh Long là bệnh viện khác nha, bệnh viện trên cái đường mà cầu Mỹ Thuận về ngã ba Vĩnh Long á. Thì cái chị gì điều dưỡng trưởng đó, chị mới điện thoại cho chị mình, tại chị học chung với cái lớp quản lý bệnh viện á, để chị lên xếp. Thế thì cái chị mới điện thoại, thì lúc đó chị mình bật loa to ra, mấy thầy trong chùa mình cũng nghe, nói anh xí làm luận văn tốt nghiệp chưa anh xí, coi chừng 18 tây này là hết hạn đấy nhá, mà nói giọng Bắc Kỳ á, đúng không? Mà ta là cổ ở trong lớp á, là chỉ có hai người kêu chúng mình bằng thầy à, còn lại kêu bằng anh không à, tại không có dữ liệu thầy chùa. Chỉ có dữ liệu là học sinh thôi, sinh viên, mấy người đó đảng viên không á, người điều dưỡng trưởng, bác sĩ trưởng là sếp, là đảng viên không á. Cho nên á, mấy ông thầy kia với mấy cái người Phật tử lao nhà họ ngạc nhiên là ủa sao có cái cô kìa ổng kêu thầy bằng anh mà xưng bằng em nữa, chắc bồ ổng quá. Ví dụ á, à nhưng mà cái đó là cái tự nhiên của người ta, được chưa? À tự nhiên thôi. Kêu anh xưng em một sớt à. Chứ mình nói ờ chị Nhung hả, trời ơi kỳ này chắc bảo vệ đợt 3 quá, chị đợt 2 cũng được, ta mắc đi dạy rồi còn tháng nữa thì để đợt 3 luôn. Đợt 3 đợt chót rồi đó. Thế là sao họ sốc liền, cái người Phật tử họ nghe họ sốc liền, sốc liền, chỗ ông thầy không quen với cô nào mà kêu bằng anh xưng em ngọt sớt à. Đó. Tại vì sao cái dữ liệu data đó nó không có là tu sĩ Phật giáo rồi mà kêu bằng thầy xưng bằng con, không có, họ đâu có đạo, họ vô thần. Chắc thôi kệ, thông cảm đi ha. Đó. Thì cái đó gọi là chủng tử vô thần. Còn những Phật tử mà lao nhà là chủng tử Phật tử. Lúc đó gọi cô đó là Phật tử. Còn cái cô mà đi học đó gọi là cô gì? Hả? Cô gì? Cô cán bộ. Không phải cô Phật tử nha. Đi, cũng là hai người thôi. Nhưng mà đặt tên là A Lại Gia, cô kia là cán bộ. A Lại Gia, cô Phật tử là Phật tử. Thì cái đó là lấy cái dữ liệu để đặt tên cho A Lại Gia Thức, được chưa na? Thì gọi là chủng tử thức, thông qua nha. Rồi thông qua đi, chỗ dễ mà đó. Lấy cái do data để đặt tên cho du thì gọi là chủng tử thức nè. Ví dụ như cái bà này gọi là cái bà giáo hay bà gì, ông còn cái này gọi là tay ba lô phải không, hay là gì? Còn ông này ông hai lúa đúng không nè. Còn bà này bà cán bộ cổ lỗ sĩ, mặc đồ hết model rồi. Còn này là thằng gì vậy, thằng chơi game hay thằng gì đó? Game gọi là chơi game, gọi là game cơ hả, gọi là game thủ. Thì lấy cái dữ liệu của nó đặt cho nó gọi là chủng tử thức, được chưa? Chứ cái này là công dân Việt Nam hết chứ có ai đâu, đúng không? Rồi. Ngoài thức này ra không thể có cái gì chấp trì một cách phổ biến hạt giống của các pháp, cho nên gọi là nhất thiết chủng. Nghĩa là sao? Trong tám thức, lưu ý, chỉ có cái thức thứ tám này á, nó mới lưu trữ dữ liệu thôi, cho nên mới gọi nó là chủng tử thức. Chúng ta không thể gọi thức thứ bảy là chủng tử thức, chúng ta không thể gọi là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác của chúng ta là chủng tử thức được. Nghĩa là sao? Khi chúng ta ăn cơm canh của học viện, nào là rau sạch của Vincom ha, rồi chuối của Vincom nó xanh mà nó ăn nó thơm thơm ha. Đến chừng mà khi mà chúng ta ra ngoài chợ cầu sáng, chúng ta mua một nải chuối già về chúng ta ăn, chúng ta ủa sao chuối già ở ngoài chợ nó vừa dập vừa bầm mà nó không thơm thơm như chuối của Vincom cho chúng ta ăn. Thí dụ đi ha, là cái vị giác của chúng ta nó không có ghi nhận, chúng ta nhớ nha, nó không có lưu trữ
Rồi cái hình bóng của trái chuối, của Vincom á, lấy từ siêu thị về á, nó không có phải con mắt của chúng ta lưu giữ đâu, mà A lại gia thức chúng ta lưu giữ. Cái khả năng đó gọi là chủng tử thức á. Rồi 7 thức trước không có khả năng ghi nhớ hình ảnh, chỉ có thức thứ 8 thôi. Lấy dữ liệu là từ thức thứ 8. Còn kia là phương tiện để lấy dữ liệu, được chưa? Phương tiện để lấy dữ liệu. Không hình dung nổi luôn hả? Được rồi, có gì đâu. Bây giờ cái đầu của chúng ta là nhớ, cái tay có nhớ đâu, cái chân có nhớ đâu, đúng không? Quý cô bữa nào cắt cái tay bỏ trong liều đi, rồi đi học không cần tay, không cần ghi chép gì hết, cái đầu vẫn nhớ, đúng không nè? Ý nói vậy cho dễ hiểu ha. Rồi. Rồi, thông qua luôn đi, dễ ẹt mà. Các tên gọi khác, lướt qua thôi, không cần phải đi sâu. Trời ơi, 18 cái, mà nãy nó có 3 cái chính, còn 15 cái nữa, kinh hồn bạc vía không? Bởi vậy, mấy đại sư chúng ta sáng lập ca thức A Lại Gia, đặt cho nó đủ thứ tên hết trơn á. Mục đích là chi? Để người ta dễ hiểu và người ta chấp nhận có cái thức này. Nói thiệt chứ quý cô có cái thức A Lại Gia, quý thầy á, mà đặt ra cái thức A Lại Gia, quý cô không có tin đâu, ai tin ông thầy đó, thí dụ ha. À, thí dụ như ngày vô trước ngày Thế Thân là đặt ra, nhiều khi quý thầy nó trội vô trước là đại sư mình tin, nhưng mà quý cô nó ông thầy đặt ra không tin, thì phải thuyết phục được quý cô luôn thì mới tin. Cho nó đặt ra đủ thứ tên hết rồi giải thích dòng do tam quốc, cuối cùng có tin là có A Lại Gia không, hình như hơi tin tin. À, rồi giải thích nữa, học nữa. Mục đích của cái bài này là để giải thích chứng minh khẳng định là có cái thức gọi là A Lại Gia thôi, chứ không có gì cả. Rồi thành duy thức luận là vậy, thành lập cái tâm duy thức là cái này quan trọng nhất. Tên gọi khác còn gọi là tâm, vì nó là nơi tích chỉ. Chủng tử được phân tập của các pháp vạn thù sai biệt. Hiểu theo ngữ nguyên, động từ căn là chi, là tích lũy. Ví dụ như Nhiếp Đại Thừa Luận bản nói, Nhiếp Đại Thừa Luận có cái gọi là bản gốc, gọi là luận bản, có cái là nó phối hợp với phần chú thích của ngài Thế Thân vô đỡ, gọi là luận thích, được chưa? Nhiếp Đại Thừa Luận bản là bản gốc của ngài vô trước, vân vân. Mốt học Nhiếp Đại Thừa Luận thì sẽ giải thích. Có học Nhiếp Đại Thừa Luận không ta? À, cao đẳng mới học, chúng ta không có học. Vì nó là nơi tích lũy chủng tử được huân tập của các pháp vạn thù sai biệt. Hiểu theo ngữ nguyên, động từ căn chi là tích lũy. Nhiếp Luận bản nói tâm là chitta, vì nó là nơi tích lũy achitta chủng tử được huân tập của các chủng tử của các chủng loại pháp sai biệt. Thì cái này đương nhiên, cái này là cái từ tâm này á, là dựa vô cái đặc tính gì, thương hiệu gì của A Lại Gia thức mà nó gọi là tích lũy. Năng tàng hay sở tàng? Năng tàng hay sở tàng? Năng tàng. Đó có gì đâu. Cái tên gọi là tâm này á, chẳng qua là xuất phát từ cái thương hiệu năng tạng có lại giới thức thôi nha. Đất tâm sinh các pháp á, chứa các pháp nha. Rồi, hoặc gọi là A Đà Na. Hồi nãy là cái thứ ba và cái thứ tư gọi là gì là tâm, cái thứ năm gọi là A Đà Na nè. A Đà Na vì nó nắm giữ chủng tử và các sắc căn không để hủy hoại, vì nó chấp thọ tất cả các căn có sắc và là sở y của thủ, vân vân. Thủ chấp á, ngã chấp, pháp chấp gọi là thủ. Thì cái tên A Đà Na là cái tên giữ gìn chủng tử các pháp, nghĩa là chủng tử các pháp cất rồi mà nó còn giữ được là bởi vì có cái người giữ nó, đó là thủ kho. A Đà Na là thủ kho, được chưa? Dễ hiểu. Nó giữ gìn mạng sống của chúng ta, nó giữ gìn kiến thức của chúng ta, nó giữ gìn để cho đến lúc chúng ta thi, chúng ta lấy ra chúng ta xài. Còn nếu chúng ta không biết giữ gìn, có nghĩa là lúc đó chúng ta đã bị gì? Một là tu thiền bị điên, hai là bị chấn thương sọ não, ba là bị đuổi khỏi chùa khỏi cần lưu giữ, là ơi, đuổi khỏi trường khỏi cần lưu giữ làm gì? Thì lúc đó không cần A Đà Na. Hiểu không vậy? Cái khả năng duy trì cái ký ức của chúng ta gọi là A Đà Na. Vậy thôi, cái gì đâu nha. Rất đơn giản. Cái thứ 6 gọi là sở tri y, bởi vì nó là nơi chỉ cho các pháp sở tri hoặc là nhiễm hoặc là tịnh. Sở tri có nghĩa là bị biết hay được biết. Nhiếp Luận thích của Thế Thân, thấy chưa? Nhiếp Luận bản là của vô trước, mà Nhiếp Luận thích là của Thế Thân này, thấy chưa? Cái có thể được nhận thức gọi là sở tri, đó là các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh, tức là ba tự tính. Ba tự tính có nghĩa là biến kế sở chấp tánh, y tha khởi tánh và viên thành thật tánh. Cái này là học rồi ở trung cấp Phật học. Nhức đầu không? Rất là đơn giản. Nó còn có tên là sở tri y mà không ai xài hết. Chỉ có học hành duy thức luận mới đưa ra giới thiệu cho mình biết thôi. Sở tri y là gì? Cái biết của chúng ta. Sở dĩ chúng ta biết được cảnh vật là nhờ A Lại Gia thức. Không có A Lại Gia thức chúng ta chả biết được cái gì hết. Mà
Tại sao chúng ta biết được cảnh vật? Bởi vì trong tâm thức của chúng ta đã lưu trữ hình bóng trước đó rồi, của cái cảnh nào đó, của cái tiếng nói nào đó, của cái gì đó, đúng không? Giống như Cỡ Chí Minh mà nghe nhạc của Chopin, của Mozart chả hiểu gì hết, bởi vì trong tiềm thức của Chí Minh chẳng có cái dòng nhạc đó trong tâm, gọi là nhạc cổ điển đâu. Nghe rồi cũng giống như bị tra tấn, hiểu chưa nè? Nhờ A Lại Gia, Chí Minh không có cái chủng tử dòng nhạc cổ điển, cho nên gặp nhạc cổ điển Chí Minh chả thèm nghe luôn, khỏe re. Còn quý cô quý thầy mà nghe, hồi đó bên Ấn Độ á, có cái thầy kia cho mượn cái đĩa nhạc Vũ Thành An, có nghe không? Trời, ai cũng khen hay lắm, cái này là trời nó hay vô cùng lắm. Chứ mình về bực lên nghe một bài đầu nghe không vô, tại vì sao cái điệu nó nghe không vô là tại vì mình không có chủng tử đó. Nhưng mà người khác nghe nó thấm dữ lắm, tại vì ý nghĩa nó rất là sâu xa, nhưng mà nó không hợp với mình hay sao á. Đại khái vậy đó, hiểu được cái ý nghĩa của sở tri y không nha? Nhờ thức A Lại Gia mà chúng ta có thể nhận thức được cái âm thanh đó, cái dòng nhạc đó, cái cảnh vật đó hay không, bởi vì chúng ta có chủng tử đó trước đó hay không, có cái thói quen đó hay không. Tại sao Chí Minh học chữ Hán là Chí Minh chán ơi là chán, bởi vì trong hình như là Chí Minh hơn 100.000 kiếp về trước không có tái sanh làm người Trung Quốc hay sao á. Mà học tiếng Anh cỡ nào nó cũng vô hết trơn á, là tại vì sao vậy? Tại vì nó không có cái sở tri y đó, đúng không? Ta gọi là cái khiếu á nha, sở tri y là cái khiếu để nhận thức sự vật á. Có người nghe dài cái bài nhạc là bắt đầu bolero, là đứng gọi là song cao tuyệt đỉnh bolero, đứng hạng nhất liền, đúng không nè? À đó, rồi thông qua nha, thông qua nha. Rồi cái tên kế tiếp nữa đó là chủng tử thức, thì đương nhiên rồi, nhất thiết chủng thức với chủng tử thức cũng là một thứ thôi, vì nó nhiệm trì toàn bộ chủng tử của thế gian và xuất thế gian. Ghê chưa? Ủa, chủng tử hồi nãy mình nói là thế gian thôi, còn chủng tử xuất thế gian là gì? Chủng tử xuất thế gian có nghĩa là nếu như mình được nạp vô á, gọi là huân tập á, những cái giáo lý của xuất thế gian, ví dụ như mình đi tu được mấy thầy dạy rằng á, lỡ như mình vô đạo Thiên Chúa một cái, mình làm gì phước, mình làm linh mục á, thì cái chủng tử của mình là lên tới cõi trời của Đức Chúa là hết rồi, Chúa Cha đó, lên thiên đường là hết rồi. Nhưng mà từ linh mục mình cải đạo sang đạo Phật, mình xuất gia làm tu sĩ Phật giáo, đúng không? Ví dụ như Phạm Công Thiện chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ được nạp thêm cái chủng tử vô lậu, gọi là A-la-hán quả, gọi là chân như Bồ Tát Phật gì đó. Thì những cái khái niệm đó và những cái kinh nghiệm tu tập qua thiền chứng đó, nó được lưu trữ trong A-la giới thức chúng ta, cho nên ta gọi là chủng tử xuất thế gian. Được chưa nè? Hình như được không nha? Muốn thành Phật thì phải học Phật là lý do đó. Văn tư tu vô cấu thức đó, hồi nãy có giới thiệu rồi nha. A-ma-la thì dịch âm là Imala, dịch nghĩa là bạch tịnh thức, dịch cái tên Hán khó hiểu hơn là vô cấu, là không có ô nhiễm, được không? Không có ô nhiễm chính là trong sạch chứ có gì đâu nha. Thì là nơi sở y của các pháp vô lậu cực kỳ thanh tịnh, có nghĩa là nhiều hơn thanh tịnh, tịnh hơn thanh tịnh, gọi là cực kỳ thanh tịnh. Pháp vô lậu nó có hai dạng, vô lậu mà hữu vi và vô lậu vô vi. Vô lậu hữu vi có nghĩa là còn luân hồi trong tam giới. Ví dụ như quý cô đi bố thí, đi từ thiện xã hội, nhưng mà mong cầu cái quả báo nhân thiên thì gọi là vô lậu nhưng mà hữu vi. Nhưng mà quý cô đi bố thí nhưng mà không có trụ chấp, không cần mong cầu kết quả gì hết, gọi là bố thí ba la mật thì gọi là vô lậu vô vi. Được không? Hình dung được không? Khó ha, nhưng mà cũng phải hiểu nhau. Giống như hồi học trung cấp chúng ta có học kinh thập thiện không? Học kinh thập thiện, kinh thập thiện nói gì? Kinh thập thiện do ngài Thực Sao Năng Đại dịch vào đời Đường, nhưng mà trước đó thì có ngài gì đó dịch vào đời Tây Tấn, Đông Tấn gì đó không biết nữa. Trong kinh thập thiện nói rằng cho dù là phàm phu mà tu thập thiện thì cũng là được thành phàm phu giàu sang sung sướng gì đó. Rồi thập thiện là căn lành của cõi trời, thập thiện cũng là căn lành của thánh nhân hiền nhân, thập thiện cũng còn gọi là căn lành của Bồ Tát, thậm chí đến khi Phật thì tu thập thiện vẫn là căn lành. Lúc đó ta thật như tu 10 điều thiện thì tối đa sanh lên cõi trời, mà tại sao tu 10 điều thiện cũng là cái pháp tu căn bản của các chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh nhân? Lúc đó mình chẳng hiểu gì hết, đúng không? Nhưng mà giờ học thành duy thức luận chúng ta phải hiểu là như thế nào, tại vì cũng cái tu thập thiện đó thôi à. Nhưng mà dụng tâm á, cái kiểu mà không trụ không chấp cái kết quả hữu lậu á, gọi là phước hữu lậu á, thì tự nhiên chúng ta tu tập thiện gọi là chủng tử. Chủng tử gì? Chủng tử thanh tịnh, đúng không? Chủng tử thanh tịnh. Nhưng mà còn mong cầu kết quả là còn lên cõi trời. Nhưng mà chúng ta tu thập thiện, thân thì không sát đạo dâm, miệng thì không vọng ngữ, rồi lưỡng thiệt, rồi gì nữa, ác khẩu ỷ ngữ, ý thì không tham sân si, tu 10 cái đó nhưng mà đã không chấp, không cần trụ chấp
kết quả của tu 10 cái đó thì lập tức ta được phước vô lậu. Được phước vô lậu có nghĩa là sao? Có chủng tử cực kỳ thanh tịnh. Nó cực kỳ thanh tịnh đó nha. À, cũng nhà tu đó, nhưng mà có cái chủng tử thanh tịnh ở trong đó, cho nên là cái này gọi là vô cấu thức nè. Tên gọi này chỉ áp dụng cho Như Lai Địa, vì Bồ Tát Nhị Thừa và Dị Sinh vị có sự huân tập khả ái của chủng tử hữu lậu. Chưa đạt được thức thứ 8 thiện tịnh. Như Khế Kinh nói, thức vô cấu của Như Lai là giới tịnh vô lậu, giải thoát hết mọi chướng, tương ưng trí viên kính, vân vân và vân vân. Thì kệ nó đi, nhưng mà đại khái nó có một cái tên gọi là bạch tịnh thức nữa nha, hay là vô cấu thức nữa đó. Thì cái vô cấu thức này nó chỉ hiển đạt sau khi hết địa vị thứ 8 đến địa vị thứ 9, địa vị thứ 10. Lúc đó nó mới có tên là bạch tịnh được nha, tại vì nó chứa thuần là vô lậu và vô vi. Rồi bây giờ thì còn một cái tên là hiển, là thứ 9. À, ví dụ như Luận Vô Tướng có nói, vì nó làm hiển lộ năm căn bốn đại. Nó hiển lộ năm căn bốn đại là làm sao? Nó là làm sao mà gọi là nó là hiển thức? Là bởi vì năm căn là gì vậy? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bốn đại là gì vậy? Đất, nước, gió, lửa. Cái này mình gọi là con gì vậy ta? Con mắt phải không? Đúng không? Cái này gọi là lỗ gì? Lỗ mũi. Cái này gọi là cái miệng, lưỡi. Cái này gọi là lỗ tai, đúng không nè? Nhờ A Lại Gia thức mà mình mới biết cái này là lỗ tai, bởi vì nó nghe âm thanh, đúng không nè? Nhưng mà đối với các vị Bồ Tát á, thì các căn nó hữu dụng với nhau, xóa luôn mấy cái căn nó cũng được nữa. Lỗ tai có thể là thấy được con người, con mắt có thể nghe được âm thanh. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng mắt, ngàn mắt để nghe âm thanh, chứ không phải dùng lỗ tai để nghe nha. Chúng ta lưu ý chỗ đó đó. Thì đối với A Lại Gia nó quy định đây là mắt, đây là lỗ tai để nghe âm thanh. Nó hạn cuộc ở trong đó, làm hiển thị mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ta gọi là các căn nó hiển ra. Nhờ A Lại Gia mà mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, lưỡi nếm vị, vân vân. Nhưng khi chúng ta tới địa thứ 8 trở lên, chúng ta có thể dùng bất cứ căn nào chúng ta coi, cái gì cũng được hết trơn á. Hình dung được không? Thôi kệ nó ha, cho nó qua đi, nó phức tạp lắm. Rồi tiếp tục nè. Chuyển, cái tên kế tiếp thứ 11 là chuyển. Các pháp y trên nó mà sanh khởi, gọi là Pravritti Vijnana, thức chuyển, còn gọi là chuyển thức, chuyển thức, chuyển thức, chuyển thức. Các pháp y trên nó mà sanh khởi là đúng rồi, còn gì nữa? Nếu chúng ta không có A Lại Gia mà nhận thức được cái này là cái gì trước đó rồi á, tức là trong này chưa có chủng tử đó, thì chúng ta không nhận thức được cảnh vật. Không nhận thức được cảnh vật, ta gọi là không có chuyển. Chuyển là sao? Chuyển là tự nhiên cái mình có kiến thức thêm, mình sáng ra, gọi là chuyển được không? Mình giác ngộ gọi là chuyển, hiểu không nè? Hình dung được không? Không hình dung được. Thôi bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng là bất thình lình cái mình hiểu được một vấn đề gì đó gọi là chuyển đi. Là chuyển từ cái ngu thành cái khôn á. Dễ hiểu ha. Gọi là chuyển nha. Rồi, chuyển vậy thôi. Chuyển thức, nó là chuyển thức. Mình hiểu được một vấn đề mà đó giờ mình chưa hiểu gọi là chuyển. Đại khái vậy đó. À, thì bởi vì cái khôn ra của mình là nhờ A Lại Gia đó. Không có A Lại Gia mình không khôn ra, không có chuyển được. Cho nên A Lại Gia còn gọi tên là chuyển thức. Rồi tiếp tục. Tâm, hồi nãy có giải thích rồi, tâm là tích tụ, tích chứa, đúng không? Cái này nó trùng. Rồi y, nó có tên là y vì nó là chỗ y chỉ của sở tri. Thì hồi nãy giờ mình đã nói rồi, trời ơi, thì y nãy là y, đúng không? Y là gì vậy? Là nương tựa của cái biết. Chúng ta biết được là vì nhờ có thức A Lại Gia cho nên thức A Lại Gia còn gọi là y thức. Mà không ai dùng cái tên này đâu, học cho biết thôi hả nha. Tên này lộn lắm chứ. Dị, à nó có tên là thức dị thục. Thì trời nãy nói dị thục giờ gom gọn thành chữ dị vậy mà cũng phải đặt đưa vô cho nó nhiều tên, giống như là đi quảng cáo vậy đó. Rồi. Tên thứ 15 là thức. Trời ơi, chẳng lẽ nó tên là ngủ? Nó phải tên là thức nó mới biết cảnh vật chứ, còn ngủ biết gì nữa? Thì cãi nó đi. Ba hồi A Lại thức, ba hồi là thức. Mà thật ra chữ thức này có nghĩa là phân biệt, có nghĩa là liễu biệt. Con mắt thì liễu biệt cảnh thì đúng rồi, A Lại Gia liễu biệt cái gì? A Lại Gia liễu biệt được cái chủng tử của mình, tại vì chủng tử là đối tượng của nó. Nó liễu biệt à? Nó liễu biệt là sao? Tại sao liễu biệt? Quý cô, quý thầy nghe âm thanh, nghe âm thanh thì A Lại Gia nó sẽ lôi cái chủng tử âm thanh ra để nó hiểu âm thanh, chứ nó không có lôi chủng tử hình ảnh ra nó hiểu âm thanh. Lỡ hôm nào đó mình điên điên khùng khùng, sau đó mình thấy hình ảnh, bắt đầu cái mình tưởng âm thanh. Đó là mấy người bị bệnh tâm thần phân liệt, gọi là hoang tưởng ảo thanh ảo thị gì đó, đúng không? Đó. Thấy người ta cái bắt đầu A Lại Gia nó lấy sai chủng tử, nó lấy sai, bị điên mà, nó lấy sai chủng tử. Thấy ông thầy, tưởng ông thầy là gì? Tưởng ông thầy là ma.
Vừa rồi là có một cái ca sĩ gì á mà bị bắt á, chúng ta có biết không? Mà nó thấy con người yêu của nó tưởng là ma nhập á. Tên gì? Châu gì ta? Châu Liệt Cường hả thầy? Việt Cường. À cái đó là cái chỗ này hiểu thức giấc ngủ nè. Tức là nó dùng ma túy, nó bị ảo giác, có nghĩa là nó lấy lộn dữ liệu. Lấy lộn dữ liệu là nó nhìn cái con ngõ người yêu của nó tưởng là con ma. Cho nên nó lấy tỏi nó nhét vô miệng người yêu nó, cho nhỏ này 30 củ tỏi, 32 củ tỏi, nó dính cứng ngắt cái họng nó chết luôn, ngạt thở chết luôn. Nó cũng nhét mấy củ tỏi vô nó sợ ma nhập nó. Thì cái đó gọi là không có thức. Thức là liễu biệt, phân biệt rõ ràng nha. À, thì đó là mấy người đó loạn là vì thức Alaya nó bị lệch chút á. À, lấy lộn dữ liệu. Ở đây đừng lấy lộn dữ liệu nha. Tưởng Chí Minh là kẻ thù ám sát quý vị nha. Lúc đó rút súng ra bắn hết chết rồi. Rồi, căn nó có tên là căn thức. Thật ra thì cái chữ căn này là gọi tắt của căn bản thức, là thức căn bản. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở trong cái trường phái hữu bộ á, là Sattivada Tát Bà Đạo Bộ á, nó cho rằng á, sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức á, nó chưa đủ FV để giải thích các hiện tượng. Lập ra một cái thức thứ bảy tên là căn bản thức, là cái căn bản của sáu thức đó. Hiểu không nè? Cái nền tảng của sáu thức đó gọi là căn bản thức. Ghê không? Nó tương đương với thức thứ bảy trong sáu thức á nha. Thì hữu bộ lập ra cái thức ở trong cơ sở luận á, gọi là căn bản thức. Gọi là căn bản thức thì căn bản thức chính là A-lại giới thức á nha. Cho nên A-lại thức còn gọi là căn thức hay là căn bản thức. Tại như người ta sáu thức của Phật giáo Nguyên Thủy không đủ giải thích cái hiện tượng mà tại sao ngủ và thức dậy, tại sao đi tái sanh không giải thích được, phải nhờ có một cái thức khác làm chỗ nương tựa gọi là cái thức căn bản. Ví dụ như là sinh thức là 17 là sinh. Tức là cái hóa địa bộ á, họ cho rằng á cái sự sanh tử này á, thí dụ như mình chết đi á thì năm uẩn á nó tan rã ra, chia ra sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, gì tưởng uẩn, thức uẩn, nó đi tứ tán hết, gọi là hồn siêu phách lạc á. Thì cái khủng hoảng đó, hồn siêu phách lạc, gọi là năm uẩn, bây giờ còn có hai, hành uẩn, thức uẩn, tưởng uẩn cũng đi đời nhà ma, thí dụ đi ha. Thế thì phải có một cái uẩn gì đó mà nó dắt mình đi ngoài cái năm uẩn đó, gọi là uẩn thứ sáu. Uẩn thứ sáu gọi là cùng sanh tử, tức là đi đến tận cùng sanh tử mới hết cái đó. Tới A-la-hán thì hết sự sanh tử thì cái uẩn đó mới tiêu diệt. Thì cái cùng sanh tử uẩn đó là một cái khái niệm về một cái thức nằm dưới năm uẩn này, ta gọi là thức A-la-gia đó. Sau này đại thừa gọi là A-la-gia, mà hồi xưa ở hóa địa bộ gọi là cùng sanh tử uẩn. Không biết đặt tên gì hết. May sao có ngày vô trước ngày đặt ra thức A-lại-gia để cho mấy người kia gom hết mấy giáo nghĩa của đó lại thành thức A-lại-gia. Mà khổ quá một cái là ngày đặt xong mình phải học. Học thì phải thi, khổ chỗ đó. Rồi, rồi hữu là tên thứ 18. Tức là thượng tạo bộ thì không gọi là cùng sanh tử uẩn, không gọi là căn bản thức. Ta là thượng tạo bộ, chỉ có 6 thức thôi. Đúng không? Bây giờ không thể gọi nó là thức được. Cũng không gọi nó là uẩn được. Nếu mà gọi nó là uẩn thì phải đặt uẩn gì chứ. Tại vì thức uẩn cùng sanh tử uẩn là lẽ thức uẩn thứ sáu thì mâu thuẫn với lời Phật dạy. Bây giờ đặt tên nó là hữu phần. Hữu phần có nghĩa là sao? Ba Vanh Ga nghĩa là sao? Nghĩa là có một cái phần gì đó nó có mà mình không có được liệt kê vô ở trong năm uẩn, ở trong tám thức, sáu thức, gọi là hữu phần. Cái phần nằm tiềm tàng ở bên dưới sáu thức. Rồi, thì đó là những cái tên gọi thôi. Bây giờ chúng ta qua hình tướng của nó. Chúng ta sẽ làm rất là nhanh cái bài này xong liền ngay giờ, đừng có lo nha. Thứ nhất là không thể biết. Hình tướng của nó là bất khả tri, hình thái. Rồi, không thể biết sự chấp thọ xứ liễu của A Lại Gia. À, liễu là liễu biệt, vì thức lấy sự liễu biệt làm hình tướng. Cái sự liễu biệt, cái sự phân biệt của A Lại Gia bên trong mình á, để chọn lọc chủng tử nào cho sáu thức nó hoạt động, mình không có biết được. Không biết được. Nhưng mà hãy nghe anh Thanh là biết nó quen quen à ha. Mà thấy hình sắc là biết nó không có lạ lạ, rồi là nhờ thức A Lại Gia nó chọn lọc được chưa? Cái sự liễu biệt, phân biệt của nó. Đại khái cái đó nó nằm ở dưới tiềm thức chúng ta, chúng ta không biết được. Cái cảm thọ của chúng ta cũng vậy nữa. Tại sao mình nhìn cái cảnh đó mà mình thấy ghét cay ghét đắng mà người khác lại thấy thương nha? Kỳ nha. Cái người đó, cái cảnh đó đó, cái học viện này nhiều khi mình thấy nó thân thương như nhà mình, mà có nhiều người coi nó như cảnh địa ngục ha. Là liễu biệt của A Lại Gia, nguồn thức mình nó không có can dự được nha. Phản xạ nó vậy đó. Rồi. Rồi đó là liễu biệt. Cái cảm thọ cũng vậy. Và cái gì? Cái xứ của nó, có nghĩa là cái nơi trú ẩn của A Lại Gia ở đâu chúng ta không biết được đâu. Đừng có... Đạo Bà La Môn cho A Lại Gia nó nằm ở trong trái tim á.
Nhưng mà các nhà tu thiền Vipassana của Phật giáo thì lúc đầu thấy nó đâu, nó trước mặt mình, nó đâu ánh sáng, đâu xuất hiện trước trán, cuối cùng nhìn thấy nó cũng ở trái tim mới chết chứ. Đó, hơi lạ do đó đó. À, cho nên là thật ra thì nó là bất định xứ. Tức là thật ra các nhà Tây Tạng và các nhà Phật giáo nguyên bộ phái thì cũng đều cho cái thức Ariya nằm trong trái tim. Nhưng mà chúng ta không thấy nó, không thấy nó nha. Hồi hôm bữa bác sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn là chuyên gia ghép tim ở Bệnh viện Chợ Rẫy có đi dự cái hội nghị ghép tim mà lúc chúng mình còn làm ở học viện nè, ở ban quản viện đó, cái đi dự á, thầy từ kêu mình đi dự. Ông kể một cái trường hợp và rùng rợn nè quý thầy cô, cái vụ mà ghép tạng là kỳ đó đó, mình lãnh mấy người cái hồ sơ ghi đó, nhớ không nha. Nói nè, ông chứng kiến rõ ràng là khi mà ghép một trái tim vô trong một cái con người khác bên Mỹ á, là lúc đó ông có đi dự, thì cái ca đó được báo cáo lại, chứ không phải chứng kiến, xin lỗi, được báo cáo lại là cái thằng ăn cướp á, thằng ăn cướp á, nó giết chết cái bà đó ở trên xe, rồi bắt đầu nó lấy của, rồi lấy chiếc xe của bà luôn. Nhưng mà khi cái bà đó chết á, thì là cảnh sát nó phát hiện, cái nó kịp thời đưa bà đi cấp cứu, nhưng mà bà chết não rồi, bà chết rồi, bị bắn chết rồi. Thế thì người ta mới lấy, tại bà có cái thẻ hiến tạng, mới lấy trái tim của bà ghép lại cho một cái chàng thanh niên khác. Thì khi ghép trái tim của bà vô cho chàng thanh niên khác á, thì chàng thanh niên này tự nhiên xuất hiện một cái hình bóng của một thằng ăn cướp bắn cái bà đó. Tức là cái bà đó lưu trữ ký ức của cái thằng ăn cướp đó. Rồi cái chàng thanh niên này mô tả lại cái khung cảnh bị bắn làm sao, rồi cái mặt cái thằng đó làm sao, kể lại cảnh sát nó cho họa sĩ, nó cho những cái người mà chuyên gia về tái tạo hình ảnh đó, ghi chép lại, rồi dựng lại cái hình ảnh của cái người đó và cái hoàn cảnh đó, và cuối cùng bắt được thằng ăn cướp đó. Là tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn nói cái vụ đó trong cái lúc mà ngồi, lúc đó thì cái thằng ca sĩ nhí gì Hồ Ngọc Cường gì nó ca cái giọng cổ gì đó, cái ở dưới đây không có nghe, cái ông kể 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 mà xung quanh là mấy người bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy mà ghép tạng không á nha, ông kể lại đó, tiến sĩ đâu không dám kể kể bậy đâu nha đó. Thì như vậy cái hành xứ của Alaya nó ở đâu? Trái tim, chứ không phải cái đầu nha, mà cái đầu nha, cái đầu chỉ là cái sự điều khiển của trái tim thôi. Những ký ức chúng ta lưu giữ trong não là bộ nhớ tạm, gọi là RAM nhớ, Random Access Memory. Trong cái máy vi tính đó, nó có ổ đĩa cứng cũng lưu giữ dữ liệu. Mà cái thanh RAM á, quý thầy có biết thanh RAM không? Biết không? Nó cũng lưu giữ dữ liệu. Nhưng mà khi chúng ta tắt máy vi tính là dữ liệu trong thanh RAM nó xóa sạch hết. Nhưng mà cái dữ liệu lưu trong ổ đĩa cứng vẫn còn. Lần sau mở máy vi tính lên thì ta có lại dữ liệu cũ. Cho nên mấy thầy cô mà thấy cái máy nó chạy ì ạch thì mấy thầy cô làm gì, khởi động lại để nó giải phóng bộ nhớ khỏi thanh RAM á, hiểu không nè? Đó. Thì cái bộ nhớ tạm thời á quý con, cái bộ nhớ tạm thời á đó, đó, nó là cái não mình nè. Cái não nè, đường lưu giữ thần kinh gì nó nằm tạm thời trên đây. Nhưng mà cái não nó lưu nhớ rồi, nó phải chuyển dữ liệu đó xuống ký ức ở trái tim là a là gia thức. Để khi chết đi không còn bộ não hoạt động nữa, điện não chấm dứt hoàn toàn, thì bộ nhớ tạm thời bị xóa bỏ sạch sẽ hết. Chúng ta quên hết tất cả những gì chúng ta đã nhớ trong kiếp này. Nhưng mà cái thói quen, những cái hình ảnh chung nhất, tướng riêng, tướng chung gì đó, nó được lưu trữ trong cái a la gia để đi tái sanh. Đi tái sanh nha. Đó. Còn những người mà cái bộ não nó chuyển sao, nó bị sai sót gì đó, những hình ảnh tướng riêng, tướng chung gì đó, nó chưa kịp xóa ở Random Access Memory mà nó bê luôn cái đó vô, thì tự nhiên người ta nhớ kiếp trước. Không có ăn cháo lú của mạnh bà. Đó. Dần dần. Thì cái đó gọi là không thể biết nha. Vì hành tướng của thức này cực kỳ vi tế nên rất khó để nhận thức, hoặc sở duyên của nó là cảnh được chấp thọ nội tại cũng rất là vi tế. Sở duyên của thức là cảnh được chấp thọ nội tại cũng vi tế. Cái câu này rất khó hiểu, nhưng mà mình phải hiểu là gì? Cảnh duyên của A Lại Gia không phải là cảnh bên ngoài, mà là hình bóng của cảnh bên ngoài được lưu giữ ở bên trong, gọi là nội tại. Hiểu không nè? Đó là cái cảnh của A Lại Gia đó, chứ không phải cảnh thiệt bên ngoài nha. Và dung lượng của khí thế gian ngoại tại rất khó ước lượng. Mặc dù dung lượng của khí thế gian có nghĩa là cảnh vật ở của vũ trụ bên ngoài, nó vô lượng vô biên luôn, kể tía nó. Chúng ta nhìn quan cái chúng ta nhớ hết. Chúng ta quét quan cái chúng ta biết trên đây là vì sao, đây là mặt trời, đây là mặt trăng, nó to cỡ nào đi nữa mà vô trong A Lại Giới Thức chúng ta, nó vẫn nạp vô một cách nhẹ nhàng, không có tốn cái giữ không gian nào hết trơn á nha. Đó, thì cái đó gọi là rất là khó ước lượng. Thứ hai là do đó nói là không thể biết là vậy đó. Được chưa nè? Rồi. Rồi thông qua ha, bất khả tri. Thứ mà bất khả tri chấp thọ
Chấp thọ tức là thủ, chấp thủ trong thủ uẩn. Nó là tập khí của phân biệt ngã chấp và tập khí của phân biệt pháp chấp. Chấp nghĩa là nhiếp trì, thâu tiếm và duy trì. Thọ nghĩa là lãnh thọ và giác tri, thâu tóm vào tự thể, duy trì không để hủy hoại cộng đồng an nguy, là lãnh thọ để làm phát sinh cảm giác. Hiểu làm sao? Hiểu rằng là cái hoạt dụng của thức A-lại-da nó có khả năng chấp ngã và nhìn ra bên ngoài để chấp các pháp là có tự thể thiệt. Thì cái đó chúng ta cũng chẳng biết luôn tại sao chúng ta lại chấp ngã, tại sao chúng ta lại chấp pháp. Từ vô thủy thôi, không biết thì khỏi học, đúng không nha? Để khái đó, cái khả năng chấp ngã của chúng ta không biết. Như vậy mình phải biết thông cảm cho người khác, bởi vì ai cũng chấp ngã như mình. Mà ai cũng chấp ngã như mình thì họ phải có cái quan điểm của họ, phải có lẽ sống của họ, phải có tham sân si của họ. Mình cũng có tham sân si của mình, họ cũng có tham sân si của họ, thì mình nên thông cảm chứ đừng có nên họ nổi sân, cái mình cãi lý với họ nổi sân hơn là không có được. Được không? Nha. Họ có cái tình cảm, tình thương riêng của họ thì mình cũng có tình cảm, tình thương riêng của họ, thì họ có cái sai phạm mình phải thương yêu chứ không phải mà coi thường ghét bỏ. Cái này nè. Vì cái chấp thọ của mỗi người không ai biết được hết trơn á. Tại sao cũng một người đó mà người ta yêu còn người khác lại ghét? À, tiếng sét ái tình nữa, có nghe không? Cái đó là cái khả năng chấp thọ đó. Không ai biết được hết trơn á. Không ai biết được hết trơn á. Thì thông cảm là chính. Thì hiểu được cái chấp thọ này thì phân biệt ngã chấp và phân biệt pháp chấp gọi là chấp thọ. Tức là cái khả năng chấp thọ này cũng là do học hỏi mà thôi à. Do nhiều kiếp, nhiều đời, người đó đã gặp gỡ cái người đó rồi, người này gặp lại cái tiếng sét ái tình nó nổ cái đụng cái là bị sét đánh chết hết hai người luôn. Thì như vậy là không phải gọi là câu sanh, không phải gọi là vốn có, mà là do gì? Kiếp trước đã từng gặp gỡ rồi, đúng không? Giống như Kim Trọng, Thúy Kiều chắc kiếp trước cũng đã là quen nhau, đúng không? Kiếp này gặp nhau cái là dính luôn. Đó. Cái đó chúng ta hiểu gọi là phân biệt ngã chấp và pháp chấp. Mà phân biệt có nghĩa là phải có sự nhiếp thọ, phải có sự học hỏi, phải có sự tiếp xúc trước đó mới gọi là phân biệt. Còn câu sanh là tự nhiên nó vốn có nha. Rồi, thông qua luôn. Đại tỳ bà sa, thế nào là hữu dư y niết bàn giới? A la hán đã đoạn tận các lậu nhưng thọ mạng vẫn còn. Giọng tương tục của sắc do đại chủng tạo vẫn chưa bị cắt chuyển. Theo giải thích này, Upadi được hiểu là căn bản của sự sống hay sinh y là năng lực duy trì, tức là cái khả năng chấp thọ đó, năng lực duy trì dòng tương tục của căn thân không thể dứt đoạn. Như vậy cái khả năng chấp thọ cũng có nghĩa là ngoài cái chuyện mà chấp ngã chấp pháp ra là do cái sự huân tập, cái thói quen nhìn nhận của chúng ta có mình, có người, thì nó còn có khả năng là duy trì cái mạng sống đó nữa, duy trì cái con người của mình nữa. Chứ không thôi cái ngã của mình nó biến thành người khác là chết nha. Không để bị ma nhập, hiểu không? Nếu không có khả năng chấp thọ này mình dễ bị ma nhập lắm. Đó, đại khái vậy đó. Hình dung được không? Đó là khả năng chấp thọ để duy trì mạng sống đó. Chấp thọ đối tượng nội giới, các chủng tử của tất cả các pháp hữu lậu được duy trì bởi cái thức dị thục. Các chủng tử này được bao hàm trong tự tánh của thức nên chúng cũng là sở duyên của thức. Nghĩa là sao? Chủng tử trong tâm chúng ta chấp nó là kiến thức của mình, nó là kinh nghiệm sống của mình, và mình chấp nó là ngã và mình giữ gìn nó, ta gọi là cái chấp thọ đối tượng nội giới. Được chưa nè? Mọi người có, ta nói là đồng sàng dị mộng á. Cái giấc mơ của người này là chủng tử của người này, giấc mơ của người kia là chủng tử người kia, hai người ngủ chung một giường nhưng mà mỗi người mơ khác nhau, là bởi vì có sự chấp thọ của khác nhau của mọi người. Thôi nghĩ đi quý thầy con. Mời quý thầy con nghĩ.